Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay hai chị em mình đừng có khen nhau nữa. Ngày hôm nay mình phải khen nhân vật đi. Hai chị em mình cũng phải cố gắng vạch lá tìm sâu để tìm không, ngọc trai dưới biển đồ. Mình phải tìm những điểm sáng của họ. Đúng rồi. Họ sáng nhất đêm nay. Trời ơi, tìm sâu làm cái gì? Chứ vạch cái gì nè, chị muốn vạch cái gì? Mở nắp tìm ngọc trai. Ổn nha, mở nắp tìm ngọc trai nè. Vạch lá tìm sâu làm chi? Rồi thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay nha. Xin một tràng pháo tay thật lớn nào. Oh, wow, hai bạn dễ thương quá. Rồi, ngồi đi em trai. Ngồi luôn, trời ơi, thấy cưng quá à. Hai phong cách fashion khác nhau nhưng đều rất là lịch lãm. Xin mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái. Xin mời. Ổn định vị trí hết rồi, gì rồi à? Không còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với chàng trai màu xanh đi. Mời em, rồi chiếc em tên là xanh. Gì? Lần đầu tiên cho em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Bằng. Năm nay em 22 tuổi và quê em ở Thanh Hóa và hiện tại em đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Có 22 tuổi à? Dạ. Là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2000. Wow, cao mét mấy? Dạ, em cao 1m83, chưa dày ạ. Hèn chi ngồi phải com lưng xuống chứ thôi, nó cao quá, ngồi phải dựa. Em đang làm công việc gì? Công việc chính của em là làm mẫu ảnh và em đang cố gắng theo nghề diễn viên. Cố gắng theo nghề diễn viên? Dạ. Là hiện tại là đã làm diễn viên chưa? Em đang đi được những cái job nhỏ. À, dạ, dạ. Vào trong này lâu chưa? Em vào được gần chục năm ạ. Gần một chục năm rồi? Dạ. Vào đây 10 năm như vậy là vào cả gia đình luôn hả? Hay là... dạ không, em vào mình em ạ. Vào một mình, thì dạ. Là mình đang ở trọ. Trước đây thì em ở với cô chú, em đi học. Sau khi em ra trường, em đi làm có thu nhập rồi thì em ra ngoài em thuê nhà. Có thu nhập tự lo cho bản thân được rồi phải không? Dạ vâng. Đủ không hay là phải xin thêm? Dạ đủ. Giỏi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Bằng? Điểm mạnh của em là em hòa đồng, em vui vẻ và chơi được tất cả các môn thể thao chứ. Tất cả? Dạ, nào là bơi, đá bóng, đá banh. Ủa, đá bóng, đá banh khác nhau à? Bơi, đá banh, bóng chuyền, bóng rổ thì em cũng chơi được. Điểm yếu của em là em chơi môn gì cũng dở. Môn gì cũng biết chơi mà chơi gì cũng dở. Dạ. Chơi cái môn hay nhất là môn gì? Chắc là môn bơi là môn hay nhất của em. À, bơi gì? Bơi chó hả? Bơi cuốn. Bơi cuốn. Bơi cuốn là hay lắm á hả? Dạ. Trời ơi, bơi cuốn là bơi giỏi là khó lắm á. Ta bơi là bài bản, bơi cuốn là bụm 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 mà em bơi giỏi là em giỏi lắm rồi đó. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu của em ạ, vẫn còn ham chơi ạ. Vẫn còn ham chơi ạ. 22 tuổi mà không ham chơi sao được. Tuổi này mà chững chạc không ham chơi mới lạ đó. Mục tiêu trong tương lai của em là gì? Mục tiêu của em sẽ được theo ngành diễn viên chuyên nghiệp ạ. Đó là những cái thông tin của bạn Bang. Đẹp trai. Đẹp trai, mẫu ảnh. Cao ráo, 1m83. Dạo giờ là cô gái ngồi ghế màu xanh. Giới thiệu về mình đi cưng. Em tên là Chu Tường Vi, em sinh năm 2000. Em thì đang trong quá trình chờ xét tốt nghiệp, cho nên là em cũng đang tìm kiếm một số cơ hội việc làm. Chờ xét tốt nghiệp là như thế nào, là đang chờ kết quả hả? Sau khi mà hoàn thành xong chương trình học ở trường á, thì trường em sẽ mất tầm 3 tháng để hoàn thành cái thủ tục xét tốt nghiệp cho các bạn đó anh. Hiện tại là mở thành phố là ở với ai? Dạ, hiện tại thì em đang ở chung với lại gia đình. Gia đình em thì có 4 người gồm ba mẹ em và em gái của em. Em gái của em thì năm nay đang học lớp 12. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, tại vì do là nhà em là ba mẹ cũng khá là bận rộn về công việc á, thường thì em sẽ hay nấu ăn cho cả gia đình em. Thì học đại học thì mình sẽ chỉ học một buổi thôi, còn buổi còn lại thì em sẽ hay ở nhà để giúp việc nhà. Điểm yếu em là gì? Điểm yếu của em thì đôi khi là em sẽ hơi nóng tính một chút. Ở nhà thì em có dạy em gái của em học á, mỗi khi mà dạy học em như vậy á mà vậy. Em gái của em mà làm bài không được á, nếu như mà em bán đầu đó. Dạ không, em sẽ la. La như thế nào? Em sẽ hơi la to tiếng lên. Oh no. Rồi tiếng bắt lên. Đầu sẽ chửi. Chửi như thế nào à? Sao mày học ngu quá vậy? Chửi dễ thương nha. Em gái của em thì cũng hơi nóng tính một chút ấy. Em sợ em chửi nhiều quá cái nó nóng tính lại, nó bột lại em. Rồi, còn gì nữa không à? Dạ, điểm yếu của em thì có một cái nữa, đó là một khi mà em đã chú tâm vào việc gì rồi á thì em sẽ làm hết mình về cái việc đó. Còn nếu mà không chú tâm á thì tức là cái việc đó không quan trọng với mình á thì em sẽ hơi lười biếng, kiểu mà mình trì hoãn. Nó phải thích giống như là có cảm hứng với công việc đó đúng không? Phải đam mê đó anh. Đam mê đúng không? Đúng nghĩa là tâm bất biến với dòng đời vạn biến á. Thời gian rảnh rỗi em làm gì? Thường thời gian rảnh rỗi thì em sẽ nấu ăn cho gia đình. Ngoài ra thì em cũng có đi tập gym ạ. Em có bơi lội được không? Dạ em không biết bơi. Dạ em biết bơi. Không biết bơi. Mày bỏ qua đây anh này dạy bơi chó cho nha. Bơi giỏi lắm luôn á. Dạ nếu mà có cơ hội thì nhờ anh dạy bơi cho em ạ. À rồi. Rồi, đó là những thông tin cô gái ngồi
ghế màu xanh. Bây giờ đến chàng trai ngồi ghế đỏ nha. Rất lịch lãm, rất dễ thương, rất là cute. Mời em. Em tên là Lê Minh Khoa, em năm nay 22 tuổi, em cũng sinh năm 2000. Em học tập ở Úc là 7 năm qua, em đi du học từ năm lớp 9. Và em mới về Việt Nam khoảng 1 tháng nay thôi, thì em mới vừa tốt nghiệp cử nhân sư phạm giáo dục của Đại học Monash, Melbourne, Úc. Em về đây và rất vui được tham gia chương trình cùng với chị Tường và anh Đạt ạ. Ủa mà nó nghe nè, mới nước ngoài về chưa biết ớt giác gì, sao biết mình ế mà tham gia chương trình chi vậy? Ở ngoài kia quá trời người luôn, đẹp trai gì kìa, đi du học nước ngoài mới về, thiếu gì cơ hội. Em chưa tìm được người mà em thích chị ạ. Là có về có tìm bữa giờ mà chưa thấy. Dạ chưa được ạ, cho nên em mới tới đây ạ. Ai chỉ vô tham gia chương trình này? Dạ em tự đăng ký ạ. Rồi. Dạ, dự định về Việt Nam ở luôn hay là sẽ là công tác ở Úc ? Ba mẹ em cũng có một số nhà và hiện tại là em đang giúp ba mẹ em là quản lý nhà và cho thuê nhà. Thì em về đây là em cũng giúp ba mẹ em và nhưng mà em còn một bạn san sẻ trách nhiệm đối với em vì em biết là em sẽ không thể làm được một mình. Cho nên là em tới đây và muốn tìm nửa kia của mình. Nên là kiếm người giúp việc mà không cần trả lương. Dạ sao không, san sẻ là một bà chủ chị ạ. Phải nói rõ em phải tìm một bà chủ phụ em quản lý. Chứ em nói cần một cái người chia sẻ và trách nhiệm gì, tưởng đâu là em kiếm người giúp việc mà không trả lương. Dạ. Mẹ mạnh dữ vậy nha. Điểm yếu của em là gì nè? Em là một người rất là chân thành, ấm áp và em có hoài bão lớn. Em rất là có nhiều tham vọng. Thì 5 tới 10 năm tới em nghĩ là cái thời điểm tốt nhất, cái điểm đẹp nhất để em công thành chiếm đất, giành lấy thiên hạ. Và em cũng cần một người san sẻ với em trách nhiệm đó vì em không thể làm được một mình. Và điểm yếu của em là nhiều khi mình cầu toàn quá, mình cái gì mình cũng cần phải hoàn hảo hết. Nhưng mà cuối cùng mình suy nghĩ lại, ủa cái này là trần thế mà đâu phải thiên đàng đâu, mình không thể nào mà đòi hỏi tất cả mọi thứ đều hoàn hảo được. Mình có hay chơi game nhiều không à? Tại sao dùng những cái ngôn từ mà nghe nó rất là game thủ hả? Game thủ à? Em thì không có chơi game mà nè, tại vì thống nhất thiên hạ vậy. Dạ. Là mẹ coi phim bộ lắm từ. Dạ là một người con trai, người con trai trong gia đình thì mình phải có trách nhiệm lo cho người con gái còn lại, thành ra là mình phải mạnh mẽ và bây giờ là em đang ở đâu? Em đang ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Quận nhất nãy em nói em phải quản lý ba mẹ em, mấy căn nhà là mấy căn nhà ở Úc hay là ở Việt Nam? Dạ ở Úc lẫn Việt Nam ạ. Ba mẹ em đang ở Úc hay ở Việt Nam? Ba mẹ em thì đang ở Việt Nam ạ. Rồi đi về đây ai quản lý bên Úc? Cô chú em vẫn ở bên Úc ạ. Rồi bây giờ ở Việt Nam có bao nhiêu căn nhà mà quản lý không nổi mà phải đi tìm người quản lý phụ? Cũng 6-7 căn nho nhỏ thôi chị ạ. 6-7 căn nho nhỏ. Dạ. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh hết hay là cả nước đại điều cả nước? Trong ở thành phố Hồ Chí Minh thôi chị. Dạ. Mình mua đi bán lại hay là 7 căn nhà để ở chơi, ở chỗ này chỗ kia chạy vòng. Dạ mình cho thuê để mình đủ sống thôi chị ạ. Dạ. Vậy là kiếm người vô phụ vô hàng tháng đi thu tiền á phải không? Đi thu tiền nhà phải không? Dạ em cần một bà chủ đó ạ. Dạ. Hiện tại thì về đây ngoài cái phụ gia đình thì em có định hướng gì cho cái riêng của em? Thì như em đã nói là 5 tới 10 năm tới là khoảng thời gian vàng để em có thể mà công thành chiếm đất. Thì đó là 5-10 năm tới, bắt đầu từ bây giờ muốn 10 năm tới thì công thành thiên hạ thì bây giờ phải bắt đầu làm cái gì? Và em nghĩ một trong những công việc quan trọng nhất là phải tìm được đúng người để đi với mình, san sẻ trách nhiệm đó. Tại em mới có 22 tuổi mà làm mà ham lấy vợ vậy. Bây giờ đi học về là phải phát huy cái mình đã học ở bên Melbourne về nè. Ngoài cái việc quản lý nhà đất phụ cho cha mẹ thì mình có định đi làm gì riêng, mở công ty, xin việc làm trong các công ty để học kinh nghiệm hay là đi làm cái gì không? Em có được cái may mắn là em không cần phải làm cái đó, nhưng mà cái trách nhiệm của em là em phải giữ cái đó để nó không bị mất đi và phải làm nó lớn mạnh hơn nữa Cái đó là cái gì? Là những cái nền tảng mà gia đình đã để lại Nó túm gọn lại là giờ về làm chủ chứ không có đi làm công. Dạ. Rồi đi học mấy năm trời về rồi có trưng dụng không? Là học cho lấy bằng chơi thôi, kè thiên hạ thôi. Em học rồi em cũng đi làm chị. Dạ bây giờ. Dạ làm gì? Bây giờ ngoài thời gian làm chính ra mấy buổi tối em cũng đi dạy tiếng Anh ở mấy trung tâm tiếng Anh để. Nãy giờ tôi hỏi cái đó thì ông trả lời rồi. Điểm yếu à? Nghe mạnh không hay là yếu đâu? Mạnh quá. Nãy nói yếu sinh lý thì chết liền luôn á. Điểm yếu em là một người nhiều khi em quá cầu toàn quá. Mà giống như là mình đang ở cõi tạm mà, đâu phải là mình ở thiên đàng đâu. Dạ. Quá cầu toàn. Có tật xấu gì nữa không? Đôi lúc em cũng phải kiềm lại những cá tính của mình để cho lắng nghe và hiểu thêm. Cá tính của em là như thế nào? Cá tính của em là một người mạnh mẽ nhưng mà cũng chân thành ấm áp. Mới nói thôi, từ từ mình cảm nhận. Từ từ. Rồi, qua bên kia. Có biết chơi game không à? Em là không chơi game à? Không chơi game. Tôi vẫn cứ thắc mắc hoài. Công thành chiếm đất, thống nhất thiên hạ. Có coi phim bộ không? Em có, em rất thích phim bộ. Thấy chưa? Đất ơi, thì ra là vậy. Thời gian rảnh rỗi là em luyện phim đúng không à? Có luyện phim. Đúng rồi. Mình phải đặt mục tiêu là công thành chiếm đất, thống nhất thiên hạ, tiễn về quý phi. Đúng không? Dạ. Hay quá. Và bây giờ là cô gái ngồi ghế đỏ của tôi nè. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Nguyễn Ngọc Minh Châu, năm nay em 22 tuổi, em cũng sinh năm 2000. Bốn đứa 2000 luôn. Cùng lứa hết. Em 2000 luôn hả? Dạ đúng rồi. Oh. Lý do em tham gia chương trình này là tự vì 22 năm nay em chưa có một mối tình nào hết. 22 năm nay em chưa có một mối tình nào hết. 22 năm nay chưa có một mối tình nào hết. Chưa có một mối tình luôn. Và hiện giờ là em đang ở đâu nè? Dạ em sinh ra ở đây luôn. Em ở đây với gia đình là gồm có ba mẹ và em trai là em nữa. Dạ.
Hiện tại công việc của em là gì? Em giống như bạn Vi là đang đợi để được trường xét tốt nghiệp. Sở thích của em là gì? Em thích xem phim, đọc truyện. Xem phim, đọc truyện. Dạ. Em có biết em phim bộ hả? Dạ phim bộ chị. Ai là người đã giới thiệu em tới chương trình này? Em biết chương trình này qua bạn bè. Bạn bè. Bạn bè em cũng kêu em đi tham gia nhưng mà em đi một mình thì nó buồn. Cho nên em rủ bạn theo. Hai đứa bạn. Dạ. Ủa là sao? Hai đứa bạn cùng trường đại học đều đang đợi chứng chỉ bằng và trong khoảng thời gian rảnh rỗi đó. Xin hỏi là hai bạn hôm nay đến với chương trình với một cái tinh thần như thế nào? Đoàn kết hay là một lát nữa sẽ tan đàn sẽ nghe? Dạ đoàn kết ạ. Chia nhau mà xài đúng không? Dạ đúng. Trời ơi là trời. Nhưng mà hai đứa là gu giống nhau hay gu khác nhau? Dạ trái ngược hoàn toàn. Ừ vậy hẳn đủ đi chung nha. Dạ vậy mới đủ đi chung chứ chị. Đúng rồi. Giống nhau sao đủ đi được. Không nhưng mà trái ngược hoàn toàn, trong khi mở ra thì lại khác, là chúng dính. Tình bạn có chắc bền lâu? Gu nó khác nhau mà, đâu có giành giật nhau đâu. Dạ, kệ đi mà bạn bạn giờ tới tuổi này có tôi cũng giật luôn, không có gu ghét gì hết. Tôi là hãy sống vì mình trước hết đã. Điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh của em thì em vui vẻ, lạc quan và em thích nghi với môi trường mới rất là tốt, rất là nhanh. Mình nói nhanh thì có được tính là điểm yếu không anh? Tùy em thôi. Nói chung là em chưa có nhận được lời khen nào về cái việc là em nói chuyện nhanh hết trơn á. Em nói chuyện với người khác mà ai cũng phải hỏi lại là ủa mày mới nói gì vậy? Em mà bắt được đài, bắt được sóng là nói nhanh lắm. Em nghĩ đó là điểm yếu tại vì em chưa nghe ai khen em nói nhanh hết trơn á. Nói nhanh hay nói chậm không quan trọng, mà quan trọng là người ta có lắng nghe được điều mình muốn nói hay không. Nhanh chậm mà có nhấn nhá, có lên xuống, mà có nhấn vô trọng tâm thì người ta vẫn hiểu câu chuyện, thì nó sẽ là điểm mạnh. Còn nếu mà nói nhanh mà người ta không hiểu gì hết, nó thành là điểm yếu. Còn điểm yếu gì nữa không ? Em hơi thẳng thắn, em không thích, em sẽ nói em không thích. Em đã thích rồi thì em phải lấy cho bằng được. Đã thích rồi là phải lấy cho bằng được. Rồi, vô tình trường cô này luôn đi. Cô nói là cô đến tham gia chương trình gì đó giờ chưa có mối tình nào. Em có hiểu thắc mắc hay tò mò tại sao như vậy không? Em nghĩ là do cá tính em hơi mạnh mẽ. Xung quanh em thì cũng có bạn nam đó, nhưng mà ví dụ như em chơi mà ví dụ như em không biết làm cái này hoặc là em không làm được cái này hay gì, em phải tìm bằng cách em tự làm một mình chứ em không có nhờ sự giúp đỡ. Em nghĩ là do em hơi mạnh mẽ, em hơi cá tính. Chứ em chưa gặp đối tượng hay là em đã có, mình đã từng thích ai chưa? Thoáng qua thôi chứ không phải là crush người ta bao nhiêu năm, nhiều năm, chứ chỉ là thoáng qua. Có thích nhỏ bạn ngồi kế bên không? Dạ không. Anh là thích thì mới chơi với nhau nhưng mà không phải là cái kiểu thích đó. Dạ. Sao tôi nhớ hồi nhỏ tôi mê trai dữ lắm, là ta kỳ vậy ta. Khi em vô tay múa chân á thì anh thấy là có nhiều cái trang sức rất là cá tính và một số những cái hình xăm nó nho nhỏ, nó có ý nghĩa gì không ? Gia đình em thì thoải mái, em với mẹ em xăm đôi. Hai mẹ con dắt nhau đi xăm? Dạ. Wow. Mẹ em cũng thích trang sức nên là mẹ em mua thì em đeo thôi. Và ngày hôm nay tới chương trình thì mẹ có biết không? Dạ mẹ em biết, nhưng do mẹ em bận nên mẹ em không đi được. Mẹ ủng hộ không ? Dạ có, mẹ em còn cho em sẵn một cái list kỹ năng sống lên chương trình. Mẹ em dạy em lên đây là phải tém bóp lại, đừng có men quá, nói chậm thôi để cho MC còn nghe. Cho tới bây giờ 22 năm chưa có mối tình nào cả. Dạ, em thì em khá cao, em 1m73. 1m73. Dạ, thì nhiều khi em bắt gặp bạn em cao hơn em thì em cũng thấy hơi thích thích. Ấn tượng. Dạ ấn tượng. Ở bên đó hình như có một người 83 đúng không? 1m83 đúng không ta? Đúng. Ổn. Giờ bây giờ là mẫu hình lý tưởng của em là như thế nào? Do em cũng hoạt bát, em cũng sôi động rồi nên em muốn tìm một cái bạn em trầm tính một chút. Cao hơn em thì rất tốt luôn. Cao hơn em, vóc dáng là cao hơn em, trầm tính hơn em. Dạ, cá tính mạnh mẽ một chút. Em không thích cái người bạn trai yếu hơn. Cao 1m73 lận hả? Mà 1m73, để có 1m83 đúng không? Ở đây em cao bao nhiêu? Em 1m78 à. 1m, bên đây 1m78, 1m83. Mà một con gái cao 1m73 là cũng thuộc loại cao dữ dằn rồi đó. Trời ơi, sao cái lứa 22 tuổi này cao không ha chị ha? Giờ tới câu chuyện của anh chàng luyện phim võ hiệp nào. Nào, tình trường em sao? Em có hai mối tình, một cái mối tình thì lúc đó em ở Úc, em có quen với bạn đó thì là mối tình trung học thôi, thì không có gì đáng nói hết. Sau khi mà em tốt nghiệp trung học xong, em có về Việt Nam 2 tháng thì em có quen bạn này. Em quen bạn này 2 tháng nhưng mà sau đó em lại qua lại Úc và sau đó xa mặt cách lòng và tụi em chỉ thêm một vài tháng thôi và tụi em sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa. Thành ra là nếu như bây giờ có quen ai thì em sẽ hứa là em sẽ không bao giờ bỏ rơi. Bạn nữ đó nữa,
Và nếu như mà em có đi đâu xa thì em cũng sẽ dẫn bạn nó đi theo. Mình lại nhắc lại. Nhưng mà mối tình nó đẹp, không có gì trơn mà tại em đi nên chia tay thôi. Dạ, tại em đi nên chia tay thôi. Sao thời buổi công nghệ mà em đi rồi em cũng về mà không có hẹn hò gì nổi, không có chờ đợi nào nhau nổi Dạ, cái đúng lúc Covid đó chị. Vậy là những cái mối tình của em nó cũng chưa có gì gọi là nó quá sâu đậm, nó quá dài lâu. Dạ, chưa. Cái thời ở Việt Nam là mới lớp 9 thì cũng chưa quen ai. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Đã có những kỷ niệm đẹp gì với cô ấy chưa mà em va vấp quá vậy? Em cũng có kỷ niệm đẹp với bạn ấy. Em là người đầu tiên làm cái việc đó với bạn ấy. Thành ra là em cũng sau đó em lại đi xa bạn ấy. Thành ra em lúc đó là em cũng có buồn và em cũng thấy mình cũng có lỗi lúc đó, nhưng mà cũng tại hoàn cảnh Covid. Vậy sao lúc đi về hết Covid rồi không liên lạc lại cho kiếm người ta? Nhiều khi bạn nó muốn tìm kiếm người khác rồi, đâu còn lúc đó đâu còn là em nữa. Thành ra là dạ em để là một kỷ niệm thôi, để mình học cái đó và sau này mình sẽ không để bỏ lỡ. Kỷ niệm gì cả cuộc đời người ta luôn sẽ kỷ niệm gì học. Rút ra bài học kinh nghiệm từ nay về sau là sẽ không bỏ rơi bạn nữ nữa, đi đâu em đi theo, trừ khi bạn nữ bỏ rơi mình thôi, phải không? Dạ đúng rồi. Trời, cao thượng quá. Rồi giờ muốn tìm một cái người bạn gái trong tương lai mình là người như thế nào nè? Em muốn tìm một bạn mà có thể hiểu em hiểu bạn và hai người có thể hiểu nhau, san sẻ một mọi thứ cho em. Nếu như sao bị dắt đĩa nhiều quá, đĩa bên Úc vậy có bị trầy không vậy? Em có bị căng thẳng gì không à? Nó bình thường là chứ nãy anh nói là rất là lưu loát, mà sao về chuyện tình cảm em bị giáp đĩa quá trời. Dạ quá đúng rồi, tự nhiên nói về chuyện đó cái là mình giáp. Thì em đi du học từ năm lớp 9 và em mới về Việt Nam khoảng một tháng đây thôi, thì em mới vừa tốt nghiệp cử nhân sư phạm giáo dục của đại học Monash Melbourne Úc. Rất vui được tham gia chương trình cùng với chị Tường Văn Đạt. Bạn gái của em thì bạn gái đó, nếu như mà bạn gái đó muốn làm một nữ tướng quân như em. Một nữ tướng quân như em? Dạ em là một nữ tướng quân. Em là một nữ tướng quân. Em là một nữ tướng quân. Muốn làm một nữ tướng cùng em xông pha trận mạc, công thành chiếm đất cũng được, hoặc là muốn ở nhà để một mình em ra trận rồi em sẽ kiếm tiền nuôi bạn đó cũng được. Tùy bạn gái lựa chọn. Dạ. Wow. Mua nhà nội trợ hưởng thụ cũng được, cũng đi ra ngoài cũng được luôn. Kiếm sĩ quá dữ dằn. Mẫu người lý tưởng. Mẫu người của em thì bạn đó tầm cao cỡ em cũng được, hoặc thấp hơn em một tí cũng được. Cô ấy biết cưỡi ngựa không? Dạ, rất hợp, quá tuyệt vời luôn. Chàng trai thật là quá tuyệt vời khi mà một cô gái biết cưỡi ngựa. Dạ dạ. Có cần biết chơi ngoại hình, tóc tai, mắt mũi miệng có yêu cầu gì không? Dạ em không có yêu cầu đó, là em là rất là open mind, em không có yêu cầu đó. Open mind rồi mắt lé được không? Em cũng mắt lé cho nên em ủa có mắt lé luôn em hả? Có mắt lé xưa là em cũng bị nhô mà em cũng phải niềng, thành ra là em cũng rất là thông cảm. Ngoại hình không quan trọng? Ngoại hình không quan trọng. Có không? Thời buổi này có không? Thí dụ như cô gái ấy thuộc phái Thiếu Lâm Tự thì sao ạ? Thiếu Lâm Tự là hàng ngày luyện võ với nhau luôn ha. Dễ thương quá. Ngây thơ chân chất. Qua đây luôn, qua đây luôn. Vậy đây đây đây. Tình trường sao cưng? Em thì mới trải qua một mối tình ạ. Mới một thôi. Mới chia tay cái đây mấy tháng luôn. Mới mấy tháng à? Dạ. Mối tình nó kéo dài được bao lâu? Mối tình nó kéo dài được 2 tháng 24 ngày. Trời ơi, đếm kỹ dữ vậy. 2 tháng 24 ngày. Bắt đầu vào đúng ngày Noel năm ngoái. Đó là bọn em chơi với nhau và em hay qua nhà bạn ấy chơi. Thì em hay qua thì em hay giặt đồ, rửa chén, nấu cơm đó. Ủa bạn là hai đứa là bạn của nhau trước đó? Dạ, là dính với nhau lúc nào cũng hay. Có nghĩa là bạn thân rồi quen nhau luôn? À không, đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Tháng 12 ngoái vẫn còn dính ạ. Em hay qua đấy thì em hay làm những việc nội trợ các thứ. Rồi giết rồi dính nhau, rồi yêu nhau. Mà sao được có 2 tháng mấy vậy? 2 tháng 24. Tại vì đó là mối tình đầu của em cho nên là có thể là do em chưa biết yêu nhiều. Em đã cố gắng em thay đổi bản thân nhưng mà vẫn chưa đạt được những cái mà bạn ấy muốn. Thì bạn ấy buồn nhiều rồi, hai đứa có xảy ra nhiều lần cãi vã. Đấy là phần em ạ. Một phần cũng vì bạn ấy kiểm soát em nhiều quá cho nên là sau nhiều lần nói chuyện không thành thì tụi em quyết định chia tay ạ. Mà sao em lại nhớ rõ chính xác 2 tháng 24 ngày? Thì đấy là mối tình đầu của em thôi ạ. Quen không có đếm, lúc chia tay mới đếm. Không, tại vì em là người rất thích tạo bất ngờ. Em sẽ làm lễ một tuần yêu, một tháng yêu, 2 tháng yêu, em đều mua bánh, em đều làm đồ ăn, thấy tất cả những cái gì mà em sẽ làm bất ngờ. Sao kiếm chuyện ăn nhậu mà vậy? Không ráng nổi tới 3 tháng à? Dạ, em cống hiến hết mình luôn ạ. Cống hiến hết mình. Dạ. Nhưng mà có một cái cô kiểm tra trai quá là không được. Cái mà em không vui nhất là thực ra là bạn ấy cầm điện thoại em và chặn bất kỳ người nào mà bạn ấy không thích. Nhưng mà bạn ấy cũng làm cho em vui rất là nhiều, làm dạy cho em rất là nhiều thứ. Bạn ấy lớn hơn em hay nhỏ hơn em? Bạn ấy lớn hơn em 4 tuổi ạ. Dạy cho em cái gì? Dạy cho em biết cách yêu là như thế nào nè. Thế nào là hết mình với tình yêu? Dạy cho em cách yêu như thế nào? Thế nào là hết mình với tình yêu? Là phải biết phụ nữ, phải biết cưỡi ngựa bắn cung mà phải biết hát nữa. Giờ còn liên lạc với bạn ấy hay qua nhà bạn ấy nữa không? Dạ không ạ. Bạn ấy chuyển nhà rồi, còn bọn em thì cũng chặn nhau luôn ạ, block nhau luôn ạ. Mẫu người yêu lý tưởng của em? Chắc là em thích một người trưởng thành. Thích người trưởng thành là 4 tuổi lớn hơn em? Không,
tính cách trưởng thành ấy ạ. Tính cách? Bên ngoài công việc hay là bên ngoài em nó nhiều năng lượng rồi. Em cần một người nhẹ nhàng hơn để cần trôn cuộc sống em. Chứ hai đứa mà nói nhiều như nhau hoặc là nhiều năng lượng nhau em sợ về. Ngoại hình? Em không có yêu cầu về ngoại hình ạ. Chỉ cần hai đứa cùng, có thể là cùng tần số. Cùng nhịp đập trái tim được không? Đó là câu chuyện của anh chàng ghế xanh. Còn chuyện tình yêu em như thế nào? Em cũng đã trải qua một mối tình. Một mối tình luôn. Sinh viên. Vào năm nhất thì em có quen một bạn là học chung ngành với em. Mối tình này cũng trải qua kéo dài khoảng 6 tháng thôi. Lý do tụi em chia tay là vì em ở thời điểm đó thì em muốn tập trung cho việc học nhiều hơn. Nhưng mà bạn thì bạn muốn là học nhưng mà cũng phải có thời gian để chơi. Nhưng mà theo lý do của bạn thì là bạn chơi nhiều quá. Mà em thì lại quan trọng cái việc học của mình hơn, cho nên là em với bạn chia tay nhau. Không cùng quan điểm học tập. Dạ. Thật ra thì gia đình em cũng hơi khó. Gia đình em là kiểu thuộc kiểu truyền thống. Thì kể từ khi mà em lên đại học thì ba mẹ em lúc đó là cũng nói là thôi con hãy tập trung lo vào việc học của mình đi. Sau khi ra trường rồi muốn yêu thì hãy bắt đầu yêu. Cho nên là em cũng muốn là có thể kiếm một người mà cùng yêu cùng học thì nó sẽ vui hơn. Còn bây giờ thì sau khi em tốt nghiệp rồi thì em mới sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ. Và ba mẹ em thì cũng rất là mở lòng cho việc đó. Nãy giờ bạn mình kể có đúng câu chuyện nữa không ạ? Dạ đúng ạ. Có em làm chứng trong cuộc tình đó đúng không? Dạ. À, bây giờ mẫu hình một người bạn trai lý tưởng của em là gì? Mẫu người bạn trai lý tưởng của em thì đầu tiên thì bạn đó phải cao hơn em, cao hơn em một cái đầu. Kể cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Tức là em rất là thích con trai cao hơn em và to hơn em, giống như là để bảo vệ mình á. Em thì em rất là ngưỡng mộ những người mà học giỏi. Khi mà những người học giỏi như vậy mình muốn học cái gì mới thì họ sẽ có thể hướng dẫn mình hoặc là chỉ bảo mình. Tính tình thì sao? Em thì hơi trầm tính một tí. Những bạn mà chơi thân với em thì mới biết là em trầm tính. Chẳng hạn như là bạn Châu. Bạn Châu thì rất là hướng ngoại. Còn em rất là hướng nội. Thì em muốn là bạn nam có thể hướng ngoại hơn một chút để có thể kéo em ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình á. Đôi khi em rất là ngại tiếp xúc với lại người mới. Tôi đang ngồi suy nghĩ sao mấy bạn này yêu ít quá ta. Tại vì còn trẻ mà. Ủa sao hồi đó chị tuổi này chị yêu tay bè tứ bụi cho người mà con yêu ít dữ vậy. Không cùng chí hướng học tập, cũng chia tay đi du học, cũng chia tay, cá tính cũng mạnh quá, chưa có mối tình nào luôn. Bây giờ hỏi người thân đi. Rồi chào em. Dạ em là bạn của thầy Khoa. Bạn của thầy Khoa. Thầy sao Khoa bằng thầy? Dạ tại vì thầy là dạy trung tâm tiếng Anh của em. Dạy tiếng Anh. Dạ. Thầy Khoa. Ngày hôm nay dắt học trò đi theo luôn ha. Dạ đây là một học viên người lớn của em và em với bạn là có một cái tính chuyên nghiệp, tính thầy trò với nhau ạ. Thầy trò có tính chuyên nghiệp. Mấy người này từng từng sợ hãi quá. Dùng những cái từ professional không hiểu nói. Rồi sao em nhận xét thầy Khoa vài câu coi nè. Thì em thấy thầy là một người cũng rất là tận tình. Dạy học là rất là tận tình, với cả thầy rất là quan tâm đến học viên á. Cũng rất là chu đáo. Thì nãy giờ em xem hai cô gái ở bên đó nghe những gì mà họ chia sẻ thì em nghĩ rằng hai bạn nữ đó ai có thể là phù hợp với thầy Khoa? Em thấy thì hai bạn nữ ở đây đều ai cũng đều rất là xinh đẹp, rất là cá tính, rất là tự tin. Và em thấy hai bạn thì có vẻ cũng đều phù hợp với cả thầy Khoa. Thôi em đừng tham. Theo em là em sẽ chọn ai? Theo em thôi nha. Theo em thôi thì chắc em sẽ chọn bạn này. Bạn ngồi ghế xanh. Dạ vâng. Ủa xanh hay đỏ? Xanh. Ghế xanh. À ghế xanh, chỉ cái tay tôi nhìn đây tôi không hiểu. Nếu là em thì em chọn bạn nữ ghế xanh để cho thầy em tham khảo thôi, chứ còn thật ra tình yêu như là cái nhìn của mình nó khác cái nhìn của người ta lắm. Rồi cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Để xem thầy Khoa một lát nữa sẽ có cuộc gặp mặt với hai bạn này như thế nào. Và bây giờ, mở cửa trái tim. Tặng quà đi. Nữa anh ơi. Dạ em cảm ơn. Xin tặng bạn món quà này. Dạ em cảm ơn. Đầy quá. Và hôm nay em chỉ mang một món quà thôi ạ. Và em xin phép món quà này em sẽ tặng ở cuối chương trình. Cuối chương trình. Một người bạn mà em cảm thấy cùng tần sóng với em nhất ạ. Rồi. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Trời ơi, bé cao thì cao dữ. Cao thiệt, cao 1m73 mà, cao hơn em luôn á. Cảm ơn. Wow. Tặng quà trong im lặng quá mọi người ơi. Mọi người ơi, đừng có làm tôi sợ. Dạ. Trời ơi mọi người ơi, rộn ràng đi mọi người ơi. Giờ mình bắt đầu trò chuyện nè, để các tường đưa chủ đề thôi. Các bạn nghĩ sao về tình một đêm và là overnight ngay cái đêm đầu tiên gặp mặt? Mình gặp nhau là mình yêu nhau, nhiều khi mình cảm xúc mình nó dâng trào rồi
thì các bạn để cho nó thăng hoa theo nó tự nhiên, hay là các bạn sẽ kềm chế lại? Mình hỏi người nước ngoài trước đi ạ. Hỏi người nước ngoài trước đi ạ. Theo em quan điểm như thế nào về overnight khi mới quen? Quan điểm của em về overnight là em nghĩ như vậy thì quá thiệt thòi cho bạn gái. Em là con trai thì em sẽ không có bị thiệt thòi gì, nếu như là em thì em sẽ không chọn one night stand ạ. Chứ em chọn sao? Em là phải có mối quan hệ dài lâu ạ. À, em là every night. Dạ. Và mình cũng phải có commit với nhau ạ. À, là coi mỗi ngày mỗi cưỡi ngựa xem hoa chứ không phải là, không phải là một đêm overnight đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi em đã chọn cái bạn nào mà để mà gọi là overnight với bạn đó, là em xác định không phải chỉ là một đêm mà là sẽ là nhiều đêm. Phải là nhiều đêm ạ, nếu không thì rất là thiệt thòi cho các bạn con gái ạ. Dạ. Có nghĩa là em không phản đối cái chuyện overnight, nhưng mà em không muốn chỉ là một đêm mà em muốn nó sẽ là một cái tình dài nhiều đêm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có thể gặp người đó ngay đêm đầu, ví dụ là em gặp người đó mà em thích người đó thì ngay đêm đầu tiên em có làm cái việc đó hay không? Ngay đêm đầu tiên thì sẽ không làm gì, tại ngay đêm đầu tiên mình sẽ không biết mình có hợp với bạn đó không. Oh. Mình mà làm thiệt thòi cho bạn nữ. Coi như là em tôn trọng cái mối quan hệ đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu ngay đêm đầu tiên mà em thấy quá thích bạn đó rồi thì làm sao? Em quá thích bạn đó mà nếu như bạn đó cũng thích em thì mình tiến tới thôi chị ạ. Là overnight. Đúng không? Dạ. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì chúng ta là người xa lạ. Tình một đêm là xong một đêm, tới đỉnh. Xong qua ngày sau chúng ta lại không biết hết, xóa hết mọi ký ức. Dạ cho nên thật ra thì em cũng phản đối cái đó. Cái đó là rất là tệ, bạn trai rất là tệ. Nếu như đâu có đó là tự nguyện hai người mà. Dạ nhưng mà đó là con trai đối với em như vậy rất là tệ. Là làm một đêm với người ta xong rồi không làm nữa là rất là thiệt thòi cho bạn nữ. Không làm nữa là rất là thiệt thòi cho bạn nữ. Thằng bé. Thằng bé này là đáo để quá đi. Làm một đêm rồi mà không làm nữa. Giống như cho ta ăn là không cho ta ăn nữa. Tức chờ. Tức à. Giờ đây là 22 năm chưa có cuộc tình nào cả. Rồi em suy nghĩ sao? Liệu đêm nay thì sao ạ? Nói chung là bản thân mình thì cũng là con gái, cho nên là em thật ra em không có ủng hộ cái vấn đề này. Đối với em cái overnight nó chỉ tồn tại ở trên phim hoặc là tiểu thuyết thôi, chứ nếu mà để ngoài đời thường thì nó không có đáng để ủng hộ và mình làm theo. Gặp một đối tượng nào đó, ví dụ mà mình thích quá thì ngay cái lần cái đêm đầu tiên mình có thể là qua đêm với anh đó luôn không? Dạ không. Nhưng mà nếu như kiểu là mình thích anh đó, anh đó cũng thích mình, và mình nghĩ là mình sẽ đi xa với nhau hơn. Nếu như mình thích anh đó và anh đó cũng thích mình có cơ hội tiến xa hơn thì mình phải tiến xa hơn và có một cái gì đó chắc chắn. Chứ em không thích nó. À, coi như là tôn trọng cái mối quan hệ đó và coi cái gì đó chắc chắn. Có nghĩa là nếu có thích nhau quá cũng phải ráng nhịn lại để từ từ coi. Hồi nãy cô bé này mới khen em hướng ngoại á, em có quan trọng quá vậy cái việc mà trước hôn nhân hay là em chỉ để dành cho đêm tân hôn không? Mình hướng ngoại là một chuyện, nhưng mình hướng ngoại nghĩa là mình có thể làm quen được với nhiều người, tiếp xúc được với nhiều người và mình có thể bắt kịp cái chủ đề đối với mỗi một người khác nhau. Nhưng mà bản thân mình thì vẫn là con gái thì mình phải tự biết bảo vệ bản thân mình. À, hèn gì 22 năm vẫn vậy. Rồi. Đây, mình trai mang một cái dòng máu trong người nó cũng có chút nghệ sĩ chút xíu ha. Riêng bản thân em thì em không thích. Em phải có tình cảm thì muốn nai gì thì nai, muốn làm nai con hay nai to thì đều được. Thì có tình cảm đó. Mình gặp cái đối tượng đó ngay lần đầu tiên là mình bị hấp hồn rồi. Là cú xét ai tình có nha em. Mình thích cô đó quá rồi thì mình có overnight không? Dạ không ạ, tại vì bản thân mình còn chưa biết là cô ấy là có bồ hay là đang tìm hiểu người nào chưa. Bây giờ cô đó cũng thích mình luôn. Ví dụ như trong một cái buổi party thì em gặp một cái cô đó, cổ đó đĩa em đĩa cổ, hai người thích nhau, trò chuyện một lát bắn tẻ đi riêng, tâm sự hợp nữa. Rồi có đi vô khách sạn không? Không. Em có đi Why? Ai đâu. Ví dụ là bây giờ em sẽ gặp một cái đối tượng như vậy thì em có sẵn sàng overnight hay không? Dạ chắc em không ạ. Cậu bé này rất kỹ lưỡng. Đâu phải muốn ăn là ăn. Tại vì cô ấy đó là không biết cô ấy có bồ hay có chồng hay chưa. Tuổi trẻ mà bây giờ thích nhau quá rồi, biết cơ hội đó có đến là lần thứ hai, làm sao có một cái buổi party sinh nhật chị Tường phải chờ tới năm sau mới có nữa. Em thú thật với chị Tường là em trên đường đi thì có lé lên nhưng mà khi đưa vào đấy có đưa vào đấy có đưa rồi à? đưa tới đâu rồi? Tại vì khi đó nhà đóng cửa thì phải đưa thôi. Bản thân em là người đặt phòng thì em đã chọn là đặt phòng 2 giường ạ. Rồi sao nữa? Thì bọn em ngủ thôi. Người ta đã chịu vô cái phòng 2 giường với em là người ta đã chịu. Em biết người ta bật đèn xanh. Như vậy là em có lỗi với người ta. Không. Vậy thì em có quan điểm giống như chị Kiều Út không? Có nghĩa là overnight một lần là phải xác định như nào mà hoài thì mới như vậy. Cái này thì em đồng quan điểm ạ. Có nghĩa là mình cảm thấy đối tượng đó là cái đối tượng mình sẽ ở với nhau dài lâu thì mình mới như vậy. Đúng rồi ạ. Còn cô gái của tôi, cô gái ngồi vị trí màu xanh. Dạ thật ra thì đối với em vấn đề đó thì em không thích lắm. Quan điểm cá nhân của em thì em sẽ phản đối. Tại vì hiện tại thì em đang phải đi chơi về nhà trước 10 giờ. Mà nếu mà gia đình em không cấm là em có thể đi chơi với các bạn qua đêm thì em cũng sẽ không chọn làm như vậy. Phải có một cái giới hạn gì đó trong buổi gặp gỡ đầu tiên. Dạ đúng rồi. Đúng không? Không thể nào mà
hết ga hết số được. Dạ. Các bạn nam nói là khi các bạn nam mà thích ai mà cảm giác là thích được bền lâu thì các bạn đã mới cái nhiệm vụ kia. Thì bây giờ tôi hỏi các bạn nữ nè, các bạn nữ có quan điểm là rủ như mình là lỡ mà cho ai làm gì mình rồi mình phải bắt chịu trách nhiệm, phải bắt làm hoài không? Trong trường hợp mà lỡ đã có một lần thì cái người mà là một người đàn ông đích thực, người ta sẽ chủ động chịu trách nhiệm với mình chứ không phải đợi là mình bắt người ta chịu trách nhiệm với mình. Còn nếu mà cái người mà mình đã phải ép người ta, bắt người ta chịu trách nhiệm với mình thì thôi em cũng không. Nếu là cái đó bồng bột thì ok, lỗi của em bồng bột, em sai. Em sao, có ai gì không ạ? Dạ em thì chắc chắn là không có lỡ luôn. Không có lỡ luôn, dạ, dứt khoát luôn. Em rất là tỉnh táo. Rất là tỉnh táo. Bây giờ thì thời gian chương trình nó không còn nhiều. Như cái thể lệ của chương trình thì bây giờ trước tiên là mời hai bạn nam sẽ lần lượt qua nắm tay hai bạn nữ. Mỗi người nắm tay nhau 30 giây thôi. Mình muốn nói gì cũng được, không nói cũng không sao cả. Nắm tay để xem có cái luồng điện hay có cái cảm xúc gì muốn nói với nhau hay không. Mời em, từng người một. Sân khấu là xin của em. Xin nắm tay, được 30 cao. Giây à. Mình xin hỏi hai bạn ba câu hỏi. Hai câu hỏi của mình và một câu hỏi khá là phổ biến trên mạng. Câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi là một người đàn ông phải có ít nhất những yếu tố gì để làm người yêu của bạn? Mình hỏi bạn trước. Ít nhất phải có thì okay. Mình nghĩ là người đó phải hướng tới gia đình. Có nhiều người á thì họ sẽ có từng sự quan trọng riêng, từng vị trí ưu tiên riêng, nhưng mà đối với mình á thì công việc nó phải ở dưới và gia đình phải ở trên. Ok, mình cảm ơn. Còn bạn ạ? Mình nghĩ cái ít nhất phải là có bản lĩnh. Mình khá mạnh mẽ, mình thích một cái người bản lĩnh. Ok, vậy mình đến một câu hỏi thứ hai nha. Câu hỏi này là một câu hỏi rất là phổ biến ở trên mạng luôn. Giữa một người giàu và một người nghèo yêu bạn thì bạn sẽ chọn ai? Em trước ạ, bạn trước. Bây giờ mình đặt lên bàn cân nhé. Nếu okay. như cả hai người đều yêu mình. Ok. Và cái người kia người ta có một cái điểm mạnh hơn là kinh tế. Vậy thì ai nặng hơn thì mình chọn. Ok. Còn bạn sao? Với bạn đi, người nghèo yêu bạn nhiều hơn một chút. Người nghèo yêu mình hơn một chút hả? Ok. Nhưng mà mình không yêu người nghèo. Nhưng mà mình không yêu người nghèo. Nhưng mà mình không yêu người nghèo. Một chút cũng là vô nghĩa. Và câu hỏi cuối cùng ạ, để đến một mối quan hệ lâu dài thì chúng ta cần những gì? Mình trả lời trước nha. Ok. Để mà tiến đến một mối quan hệ lâu dài, mình nghĩ là phải thấu hiểu. Và mình thích là, thí dụ như người bạn trai của mình gặp một vấn đề gì đó, mình không có thích là phải đi quan sát và dò hỏi. Nếu như người đó muốn tâm sự, có thể tâm sự trực tiếp với mình và mình sẽ an ủi hoặc là mình chia sẻ để hai bên hiểu nhau hơn. Chứ không cứ phải đừng giữ trong lòng xong rồi hiểu lầm rồi chia tay. Rất là thực tế. Với mình thì sự cảm thông có thể sẽ níu kéo cái mối quan hệ đó sẽ lâu dài hơn. Còn nếu như mà bạn không có sự cảm thông thì rất là dễ toan. Tiên là mình cảm ơn hai bạn. Hai bạn cũng muốn hỏi mình gì không? Mình muốn hỏi bạn một câu để mình đứng lên nha. Ok. Bạn nghĩ gì về một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh? Mình rất là thích một người mà mạnh mẽ và bản lĩnh. Bạn có sợ là người ta một ngày nào đó, ví dụ như bạn người yêu bạn quá mạnh mẽ hơn bạn mà nhiều khi bằng lại bạn thì sao? Cái đó mình quen rồi, mình chỉ sợ bị kiểm soát thôi. Nói chung là cái đó nó không ảnh hưởng nhiều đến cái tình cảm của hai đứa. Chủ yếu là về chúng mình hợp tần số, chúng mình yêu nhau là đủ rồi. Cảm ơn. Ok, bạn. Cảm ơn. Mình không có câu hỏi gì muốn hỏi. Ok, vậy mình cảm ơn. Cho bắt tay một cái. Ok. Cảm ơn hai bạn. Rồi, mời Diệu Kiều Úc. Mình chào bạn rất vui được gặp bạn ngày hôm nay. Và mình được nắm tay, nắm tay vừa nói luôn. Diệu Kiều Úc. Mình xin phép nắm tay bạn và mình hy vọng là nếu như hôm nay chúng ta trao nhau cơ hội thì mình sẽ rất là vui và mình sẽ trân trọng cơ hội đó. Và mình hứa là sẽ trao cho bạn những gì tốt nhất của mình và sẽ không làm bạn thất vọng. Cảm ơn bạn. Tay run lắm luôn anh ơi. Dạ, mình cũng cảm ơn bạn Mình cũng cảm ơn bạn đã tham gia chương trình, tại vì nhờ có bạn mới đủ 4 người để cho mình có thể ngồi ở đây. Bé thiệt chi giọt. Và mình hy vọng là mình có thể là một mối quan hệ tình bạn với nhau thì mình cũng sẽ rất là vui. Dạ, mình cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Dạ. Rất rõ ràng và dứt khoát. Anh cũng cảm ơn em. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Trên chiếc ghế của các bạn nó có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh, tương ứng với đối phương ngồi ở cái chiếc ghế cùng màu với cái nút bấm đó. Nếu mình thích bạn ngồi ở cái ghế màu nào, mình sẽ bấm vào cái nút bấm đó. Nên nhớ là mỗi người chúng ta tham gia chương trình đều có hai cơ hội như nhau. Bấm là để lựa chọn ra cái người mình thích, để tìm một cái hy vọng, để cho người ta đôi cơ hội cũng như cho bản thân mình cơ hội. Không thích có quyền không bấm. Hãy hướng mắt về phía trước, nhắm mắt lại và lắng nghe những cái chia sẻ của anh Đạt trước khi chúng ta đưa ra quyết định của mình. Và bây giờ mời các bạn hãy hướng mắt về phía trước. Mình hãy nhắm mắt lại đi nào. Và lắng nghe tiếng nói của con tim mình.
Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định, các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Em cũng sôi động rồi nên em muốn tìm một cái bạn nam trầm tính một chút. Cao hơn em thì em muốn là bạn nam có thể hướng ngoại hơn một chút để có thể kéo em ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình á. Và em xin phép món quà này em sẽ tặng ở cuối chương trình. Cuối chương trình một người bạn mà em cảm thấy cùng tần sóng với em nhất ạ. Món người của em thì bạn đó tầm cao cỡ em cũng được hoặc thấp hơn em một tí cũng được. Và bấm ạ. Hết thời gian. Rồi, chúng ta đã thấy là chương trình đã có một cái cặp đôi bấm nút rất là nhanh sau 5 tiếng đếm, đó là hai bạn ngồi ở ghế màu đỏ. Rồi tôi hỏi bạn tính đập ghế của chương trình hay gì mà vỗ cái bóp vô ghế? Em không nhìn thấy cái nút nhỏ nhỏ, em tưởng là cái nút bự bự này em vỗ vào. Rồi trai hỏi em màu xanh, tại sao em không bấm nút? Do em rất là quan trọng cái ấn tượng ban đầu của mình về cái cảm xúc của mình á. Em chưa cảm nhận được cái sự rung động của mình đối với bạn cho nên em không bấm. Đó là cái sự lựa chọn của các bạn, đều là các bạn trẻ hết ha. Chúc em may mắn lần sau ha. Dạ vâng ạ. Trước tiên là chúng ta sẽ chúc mừng cho cặp đôi ngày hôm nay. Và chúc cho hai bạn còn lại sẽ có được nhiều thành công hơn trong công việc, trong sự nghiệp của mình. Và sẽ sớm tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình nha. Rồi, chúc mừng hai bạn ngồi ghế đỏ ạ. Yeah. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ thì em sẽ trao cái chúc mừng quà này cho người em ấn tượng. Ok. À ha. Ok, cảm ơn. Nắm tay đi nắm à. Nắm tay nè. Mà hôn nhau tại chương trình một cái. Bạn phải đồng ý mới được rồi. Thì em phải đồng ý chứ. Không lẽ tình Đạt hỏi giùm. Trời đất ơi. Cái Tư xin gửi tặng cho các bạn. Mỗi bạn sẽ là một phần quà. Đó là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và đặc biệt là sản phẩm này không có chứa MSG, không dùng chất bảo quản. Rồi gửi tặng cho em nha. Rồi gửi tặng em. Trời ơi, thấy chưa? Dạ, cặp này là chuẩn cặp quà mà vẫn không muốn rồi. Đó. Hay quá em ơi. Rồi, và đối với cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của nhà MTV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với những cặp đôi mà không thành công thì các bạn cũng đừng lo nhé, bởi vì chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này thì các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Điểm của bạn là gì? Khuyết điểm là do cái nhát gái chị ơi. Trời ơi. Nhát gái quá ha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Linh, năm nay em 24 tuổi, em ở Bình Dương và em hiện tại là cán bộ đoàn. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, chào anh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Hồng Anh, nay 27 tuổi, đang làm kế toán với quản lý nhân sự cho ông chú gần nhà. À, làm cho ông chú, nói chung là công ty nhà. Ở đâu? Em ở Cẩm Mỹ, từ nhà anh mà qua em chắc ở 100 cây. Đường xa không có gì trở ngại hết.
nếu chúng ta có tình yêu. Bạn yêu bao giờ chưa? Dạ cũng được 4-5 mối tình. Cũng dữ ha. 4-5 mối tình mà không tìm cho mình một ý trung nhân nào được hay sao? Tại ở cách xa bạn kia là ở Nghệ An xa quá. Còn mấy mối tình kia là gần gần nhưng mà không hợp. Bây giờ mối tình này là vậy là xa hay gần? Cũng gần. Nhưng mà cái gì mà không hợp mà phải chia tay 4-5 mối tình dữ vậy? Dạ do em ham chơi. Chơi gì mà anh ham chơi? Tối đi chơi với mấy người bạn. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. Ham chơi quá mà bỏ bạn gái luôn á hả? Bây giờ tính sao mà đi đến đây rồi mai mốt quen xong rồi nó ham chơi nữa mệt lắm mà. Giờ lớn hết ham chơi anh. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm là do chắc nhát gái chị ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nhát gái quá ha. Khuyết điểm là cái chỗ ham chơi đó, đúng chứ không rồi. Phải nhát gái. Bao nhiêu lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Chắc có 2 năm đó chị. Bạn gái thì sao? Hôm nay tại sao mình lại ngồi đến đây? Mình không tìm được người bạn trai cho mình. Em cũng không biết tại sao nữa chị. Bình thường thì cũng có mấy người là do ba mẹ với lại anh chị đồ cũng giới thiệu. Mà không biết tại sao mà cứ vài ngày là mấy người đó đi lấy vợ hết. Bỏ em lại mà không có lý do gì sao? Em cũng hỏi sao mà tự nhiên đang theo em không? Theo thôi, đang theo em cái đi lấy vợ. Nói tại vì chờ em lâu quá không được, nên là anh lớn tuổi nên anh đi lấy vợ. Thì bây giờ em định bao lâu thì em mới tiến tới hôn nhân được? Khoảng 2 năm nữa chị. 2 năm vậy là cũng phù hợp với anh kia. Nhưng trước giờ em có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình là kéo dài 7 năm. Có nhiều lý do nên là bọn em chia tay. Không chia tay cho sớm đi mà để tới 7 năm mới chia tay. Cũng chia tay nhưng mà chia tay rồi lại rồi chia rồi lại. Mà giờ dứt hẳn chưa? Dạ rồi. Bao lâu rồi? Khoảng 3 năm rồi. Thí dụ giờ anh trở lại rồi em đồng ý không? Dạ không anh, chia tay rồi thôi chứ quay lại chi nữa làm khổ. Chứ hồi đó em mới nói là cái chia rồi mà chia tới dính lui hoài. Nhưng mà bạn đó thì có lỗi lầm mà em không thể bỏ qua được nên. Mà 3 năm nay có còn qua lại nhắn tin điện thoại gọi hỏi thăm rồi gì nữa không? Lâu lâu thì bạn cũng hỏi thăm nhưng mà em xác định là không có. Bạn đó lấy vợ chưa? Dạ chưa. Rồi tôi cũng phải lo lắng lắm nha, lo tình lắng yêu nha. Cũng lạ nha. Thôi bây giờ đi nè. Chia lại 7 năm giống như chia bài vậy. Trời ơi, bây giờ giới thiệu ưu điểm nhược điểm của mình đi. Em không có biết nấu ăn hay nạt người yêu. Hả? Dạ, ai mà làm phật ý em là hả em nạt lại liền. Ví dụ nạt sao? Thôi thì mức độ, ví dụ giờ anh đang làm gì em bực mình nè, đang trước mặt em nè. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì bị ghê vậy? Em đang bực mình là em quýnh. Trời ơi, em quýnh luôn hả? Dạ có. Em hay em là em cầm gì là em chọi đó, hoặc là cầm cây quýnh. Đó là cầm cây quýnh luôn hả? Đó giờ có bị ai quýnh lại chưa? Dạ chưa. Thôi sao dữ vậy trời, chắc cái mối tình 7 năm đó chắc cũng quýnh ta tàn nát hết rồi nè. Không có quýnh anh cờ. Bạn đó thì em chỉ cắn tan nát tay. Còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ em ăn nhiều. Ăn nhiều rồi gì nữa? Lúc nào em cũng thấy cười được, buồn cũng cười, vui cũng cười, mà đang làm cũng cười, ngủ cũng chị ngủ hai cũng em... cười. Chị hai em cũng hay nói là sao mày cười hoài vậy? Đám cưới, sinh nhật, đám giỗ, quậy, đám ấy cũng cười. Có không? Trời ơi! Lạ, nhân vật bên kia cũng lạ nha. Đám gì cũng cười chứ á. Nhưng mà nghe sợ không? Dạ bình thường. Trời ơi, ông này cũng lạ. Bạn trai, bạn có ưu điểm khuyết điểm gì bạn kể nghe thử coi. Dạ biết nấu ăn, biết pha sinh tố. Biết nấu ăn hả? Rồi. Tật xấu gì? Tật xấu hơi lười tí. Dạ em cũng lười. Rồi, hiểu cái cặp này về ở nhau cái nhà ra làm sao rồi đó. Mình mong muốn tìm một người yêu như thế nào? Cá tính. Đó, mình nói cá tính lắm. Ra ngoài hiện đại, về nhà giống như phụ nữ hiền diệu trong nhà. Hiền diệu hiểu rồi đó bạn, dữ lắm. Hiền diệu lắm. Cắt nát cái đường á. Sợ không bạn? Dạ không chị ơi. Trời đất ơi. Đây cũng lì lắm á, không đơn giản đó nha. Bây giờ ví dụ như giờ bạn gái bạn xách cây bạn rượt đánh bạn, bạn xử lý sao? Chừng nào mình có lỗi thì đánh chứ không có lỗi thì đánh được chị. Đang bực bội người ta rượt ta xách cây đánh bạn là bạn làm sao? Mình chạy. Chạy dí vòng vòng vậy đó hả? Dạ. Giống xưa má em với em thôi. Ồ vậy hả? Giờ vợ với cũng không sao đâu. Gu này cũng lạ lắm nè. Rồi em thích mẫu người bạn gái làm sao nữa? Giống má em. Má em là ra làm sao? Hiện đại lùng lùng mà mập. Hiện
lại lùng lùng mập mập. Rồi lấy vợ về có làm dâu không? Chắc phải về nhà mà. Làm biến quá sao làm dâu đó được? Về chỉ lại. À hả. Bạn không thích điểm nào ở người bạn gái? À, nhậu nhẹt, chửi thề rồi hay đi khuya. Ờ à, để hỏi coi chửi mà không biết có chửi thề không? Để hỏi. Ủa em giữ em chửi em nạt nộ mà có khi nào em chửi thề không? Dạ không. Hả? Này nhậu chắc có phải không? Dạ có. Nhiều ít? Dạ cũng một hai chai. Có hay đi khuya không? Lâu lâu có thì. Đi khuya nhất là mấy giờ? Dạ 11 giờ. Thôi cũng được, chưa quá nửa đêm. Rồi mình gặp gỡ người thân coi cái tình hình cá tính của hai người này thế nào nha. Bạn trai đi với ai? Dạ đi với anh họ. Anh họ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Sau đây em xin nhận xét một ngắn gọn. Đẹp. Dạ 9/10. Đứa nào 9, đứa nào 10? Dạ chắc bên đây 10. Dễ thương, hiền thì phải suy nghĩ lại. Em thì sao, mình có đi với ai không? Dạ em đi với anh chị hai của em, với bạn của em. Anh ruột á hả? Dạ không, chị là chị ruột, còn anh rể. Rồi chào anh. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Đến chương trình đây thì cũng mong muốn cho em gái tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Chúc em gái chọn được đúng người mình cần tìm. Anh nhìn bạn đó là sao? Bạn thì ok, giống anh đó. Giống anh vậy gì? Ngoại hình, tính cách nữa em gái. À giống anh là ok đó hả? À. Em không cần là đẹp trai, nhưng mà phải dễ nhìn, phải nuôi được em. Tại vì em cũng khó nuôi lắm. Nuôi được không? Được. Được. Mình không có đưa ra cái mẫu người giống ai không? Chân chất thật thà giống anh Nguyễn Linh là được chị. Đây cũng đen đen giống tôi nè, đẹp trai hơn tôi thôi. Thôi giờ ha, mình kéo màn lên đi cho hai bạn trẻ gặp nhau có tình hình nó sao. Kéo màn. Nói trò chuyện đi để hiểu nhau kỹ hơn. Dạ cảm ơn anh. Anh nhìn em anh thấy em sao? Em dễ thương. Mập mập. Thích ăn nữa đó. À, anh có nhậu không? Chắc cũng có. Dạ mà nãy giờ em chưa biết anh tên gì luôn á. À, anh tên Hoàng Anh. Dạ anh có nhậu không? Mới hỏi tức thì trời cô này. Anh có. Vậy nếu như mà được á thì anh có chịu bỏ nhậu không? À, cái này là cũng lâu lâu mình đi tiếp xúc với công việc phải nhậu em. Anh có tính gia trưởng không? Không. Vậy tại vì em á, nhà em thì còn có mình em mà chị hai em đi lấy chồng rồi. Nên là nếu mà được thì anh có về ở gần với ba mẹ em được không? Ngày đó để anh xem xét lại. Em thì không có biết nấu ăn, cũng việc nhà thì em vụng về lắm. Nên là bối rối quá anh. Bối rối, bạn trai tên gì còn nhớ không? Hoàng Anh. À hay. Bạn trai biết tên bạn gái không? Dạ quên chứ. Đứng đôi vừa lứa đúng luôn á. Kẻ chính lạng người nửa cân đó, 9/10 á. Linh Linh Quyền Linh. Nó nói quá thôi mình hát đi bạn. Làm công tác đoàn là hát hay lắm nè. Hát tặng bạn trai một bài đi. Dạ em xin hát tặng anh. Bao đêm em mơ được gặp anh, thầm ước trọn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em, vì tim em trao anh dành trọn hết con tim yêu. Mà sao anh đành gian dối hỡi người. Anh hỏi em đi, em hỏi anh hoài vậy. Bây giờ nè, em cảm nhận về anh sao, em thấy anh được không này kia, vô vấn đề luôn. Giờ hẹn hò mình có sao một kìa. Phút nữa thôi, 100 cây số đó. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng dễ nhìn hiền á, mà em không biết có hiền không thôi. Nếu mà có hẹn hò thì anh tính lên Phú Giáo một tuần mấy lần? Nếu sắp xếp việc được chắc một tuần lên 1-2 lần. Nhưng mà em thì thích lên nhiều lắm. Cái đó là chắc không được em ơi, cái công việc nữa. Tới đây cũng gặp có duyên, nếu có gì thì mình vẫn là bạn. Dạ, nếu mà được thì chúng ta là bạn, có gì em qua Đồng Nai thì em liên lạc với anh uống cà phê. Cứ điện nhanh. Dạ. Rồi, hết thời gian luôn. Để tay nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Bấm nút là các bạn đồng ý để tiến đến xa hơn nữa. Không phải bấm nút là uống cà phê đâu nha. 1 2 3. Hết thời gian.
Tôi thấy rằng hai bạn cũng có một chút cảm tình với nhau, nhưng về suy nghĩ thì như nó khác nhau đúng không? Thì mấy cái chưa hợp. Chưa phù hợp lắm. Dạ. Thôi, hy vọng rằng chúng ta tìm được một cái tình yêu đủ lớn để chúng ta vượt qua tất cả mọi thứ. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Ngoại hình gì nữa không? Mắt, không mũi, à, tai, tóc gì đó. Tóc đừng có hói được. Đừng có hói hả? Dạ. Không sao cả, có thể ngay tại hôm nay, ngay tại lúc này chúng ta không tìm được một nửa của mình. Nhưng mà khi đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, rất còn nhiều cái cơ hội với chúng ta. Chúng ta có thể là tham gia vào trong, đúng rồi, trong fan club của Bạn Muốn Hẹn Hò. Biết đâu đó sẽ có một nửa của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem họ như thế nào. Hả Màng? Mời bạn nam. Rần rần. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình trước đi. Dạ, chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Oanh ạ, 28 tuổi. Hiện đang bán bánh online, đồ ăn vặt trên mạng ạ. Bạn quê ở đâu? Dạ, em ở quận Tân Phú ạ. Tân Phú, rồi. Anh tên gì, anh đến từ đâu? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Hưng. Em đến từ Củ Chi. Củ Chi có khoai mì đúng không? Dạ, đúng rồi. Bên kia bán bánh bông lan, về mình làm thêm bánh khoai mì nữa cũng ngon ạ. Ngon ạ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Nay 33. 33, nghề gì? Chăm sóc bệnh nhân. Điều dưỡng đó hả? Làm điều dưỡng như vậy được bao năm rồi? Nếu mà làm thì tính ở Bệnh viện 11 thì khoảng 3 năm. 3 năm. Còn làm ở Củ Chi thì khoảng 6 năm. Có mối tình nào chưa? Nếu mà 33 tuổi mà không có thì không đúng. Đúng rồi. Có 2 mối tình. 2 mối tình. Một mối tình thì cách đây khoảng 6 năm. Còn một mối tình cách đây khoảng 1 năm. Bên kia có mấy mối tình rồi? Nếu mà nói chính thức thì chắc chưa. Chưa? Chưa có mối tình nào. Ủa, lý do tại sao? Tại em đi làm giao hàng xong là em về nhà, em ôm laptop rồi làm máy tính vậy thôi, chứ em không có giao tiếp ở bên ngoài. Thì bây giờ thích con có bạn trai chưa? Thì dĩ nhiên thích rồi mới lên đây. Bạn có điểm mạnh với điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là có thể nấu ăn, thích chơi thể thao này nọ. Còn cái điểm yếu nhất á là ít nói, đụng về lắm, hậu đậu. Đụng cái đó gì quá. Nhưng mà làm bánh làm đồ sao mà hậu đậu được? Dạ, hậu đậu nó không có bị phỏng hay cái gì đó. Hậu đậu trái sao em? Trái quên rồi, trái rồi sao? Trái bánh rồi sao? Em thích mẫu người thế nào hả Quanh? Cái mẫu người của em thì cao hơn em tí, nhưng mà người hơi tròn. Tại vì em đã tròn rồi, em cũng muốn gần tròn. Tròn, có tròn. Tròn là sao nữa? Dạ, cao khoảng 1m65 hay là 70. Dư xăng, ngoại hình gì nữa không? Mắt, không mũi, à, tai, tóc gì đó. Tóc đừng có hói được. Đừng có hói hả? Dạ. Em không thích hói hả? Dạ. Hói sao mà không thích? Dạ, em không thích hói hả? Nhìn kỳ kỳ sao á? Gì đâu kỳ? Có hói mình có thuốc cho bạn uống nha. Có mắt he. Mắt he ha, uống vô hết hói. Nhưng mà bây giờ em có điều nào em không thích ở người bạn trai không? Hút thuốc lá nè, hay là nói tục. Có nói tục không? Cái suy nghĩ của mình nói là không phải là mình nói là cái suy nghĩ người ta nói bậy mà rồi, người ta không có bậy. Suy nghĩ bậy mà không có bậy. Nói bậy mà không suy nghĩ không có bậy. Nói bậy mà suy nghĩ không có bậy. Nếu mà đã suy nghĩ không bậy tại sao phải nói bậy? Tại vì nhiều khi mình nói cho vui. Ví dụ mình làm cực quá mình phải nói cho vui, nói cho những cái nên nó thoải mái lại tinh thần. Ủa sao vậy? Dép đâu? Nông dân mà đâu có. Trời ơi, vậy luôn á hả? Đẹp ha. Tượng mà. Ấn tượng. Anh thích người phụ nữ thì sao? Thì người phụ nữ thì dễ nhìn, dịu dàng. Sao là dễ nhìn? Tại vì mình nhìn là thấy, cảm thấy được là mình cũng đâu có đẹp. Rồi còn cái điều gì bạn không thích ở người phụ nữ không? Phụ nữ thì không thích là có cái là mình làm việc gì thì ví dụ mình phải nhớ này kia. Ví dụ là nhớ gọn anh đó hả? Nhớ không phải là mình nói là làm cái gì phải gọn gàng cái đó. Tức là hậu đậu không có được á. Bên đây hơi hậu đậu. Không thì hơi thì cái chuyện đó mình về mình sẽ cải thiện sao anh? Rồi. Nó thôi bây giờ nè, vô chuyện cưới hỏi vụ về chuyện nào đám cưới được. Nếu mà được thì năm nay hoặc năm sau. Là dễ có làm dâu không? Làm dâu thì đó là cũng tùy. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì để mà cưới vợ chưa? Chuẩn bị thì chuẩn bị đầy đủ hết.
Mình ở chung trong nhà luôn với mấy anh chị hay là mình ra ở riêng? Không, thì ở chung với ba mẹ. Củ Chi đất nhiều không? Đất thì cũng rộng. Củ Chi rộng lắm mà, đất đai trù phú lắm. Nếu mà nói thì cái nhà thì lên đây thì nếu mà đem lên đây thì cho mướn tháng cũng được mấy chục triệu. Mà điều buồn cái nó nằm ở dưới. Nằm ở dưới. Khổ ghê. Mà ginh lên đây được thì ginh rồi. Ginh lên được thì đâu ngồi đây. Đúng rồi. Nói chung là chất phát thật thà. Ô, em làm dâu được không? Thì làm dâu cũng được nhưng mà em thấy anh bên kia xa quá chờ anh. Tân Phú thì chạy cái rác Cộng Hòa thẳng hoài tới Củ Chi rồi. Củ Chi gần sạch à chị hai. Tại em muốn ở gần với ba mẹ em nhiều hơn, tại mình em là con một á. Hay hỏi anh kia bắt rễ được không, anh chịu không? Ở rễ được không anh trai? Nếu mà ở rễ được thì ở. Tại vì nhà đâu có ai mà nhà nam không à. Yên tâm à. Có chỗ không? Dạ nhà của em cũng lớn à. Được, vậy cũng được á. Bây giờ anh hỏi là thí dụ giờ cái người đó yêu em dữ lắm luôn, hai người thương nhau dữ dội lắm, nhưng bị cái hói đầu á thì sao? Hói nhiều không anh? Nhiều. Vậy thì sao? Cái này thì mình cải thiện sao cũng được á. Chỉ có anh băn khoăn chỗ đó thôi. Dạ. Chứ thấy hai người cũng ăn bánh bông lan nhiều lắm á. Bây giờ nay em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ. Rồi để hỏi mẹ là cái vụ bắt rễ coi. Dạ chào cô. Chào cô Cát Tường. Dạ. Thì tôi chỉ có con một thôi, cũng mới mắc rễ mà tại vì mình cũng đâu có muốn bắt buộc con được. Thí dụ như điều kiện con nó ra riêng hay là theo chồng cũng phải chấp nhận thôi, mà nếu mà có điều kiện ở rễ thì quá tốt. Dạ. Dạ. Thì nhận xét bên đây thì thấy cháu đây nó là làm về bên điều dưỡng thì thấy cũng hồi xưa quanh nó cũng chọn nghề điều dưỡng mà tôi không cho đi học ngành dược, để nghĩ là điều dưỡng cực quá, cho ngành dược cho nó khỏe, học lấy cái bằng rồi để đó không đi làm. Dạ. Bây giờ lại mê đam mê nghề làm bánh rất là cực, cũng chọn. Nó nói hậu đậu vậy thực tế là không phải, mình tự mình vuốt đuôi con mình, nó làm đâu gọn đó. Nó nghĩ là tôi là lớn tuổi rồi không có dọn dẹp được trong ngoài gì một tay nó hết. Dạ. Dạ. Có đi với ai không? Dạ đi với đồng nghiệp. Rồi, anh đồng nghiệp. Xin phép chào chương trình. Em là em út của anh Hưng. Cũng hiện tại cũng công tác chung với anh Hưng tại bệnh viện quận 11. Cái tính cách của anh Hưng thì một con người rất là thật tình. Ảnh đã làm cái việc gì thì cố gắng làm cho nó hoàn thành rất là tốt. Việc làm rễ hay này kia rồi nấu ăn rồi này kia là anh Hưng là số 1 luôn á. Thì nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Em thì em thấy chị bên đây thì cũng được, nhưng mà sao? Tùy duyên của anh chị nữa thì em xin hết. Rồi, cảm ơn hai cảm bạn. Cảm ơn anh. Bây giờ chuẩn bị hai bên gặp mặt ha. Nói tóm lại là nó cũng có nhiều thứ mà mình phải cẩn thận trong lúc gặp gỡ ha. Làm sao? Hả? Nhà trai có lũng đoạn gì hả? Không có gì hết á, nói chung là phải tạo ấn tượng lúc đầu. Phải có những thứ cô gái chưa thích lắm. Rồi, bây giờ mở màn. Bình tĩnh nha. Đó. Trời ơi. Tặng quà tặng gì đi. Trời ơi, cái gì vậy lớn. Dạ, em cảm ơn anh. Dưới này mình là dân Củ Chi thì mình dạ. Có món đặc sản của Củ Chi tặng em dùng Lễ Hảo. Dạ. Tặng cho anh Quỳnh Linh một dùng giống bà bà cụ bán bánh. Tặng cho ô củ khoai mì được rồi. Bác cái đi xuống tặng bác nói sao tặng bác xin phép luôn nha. Xin phép làm quen con gái bác luôn nha. Xin phép bác tặng bác một nhé cái khăn xuống đi ông ơi. Thôi để gì luôn. Ông để gì luôn đi trời. Và xin phép bác để bác cho con dưới quanh được làm bạn với nhau. Thì bác cho phép ăn thua nương quanh. Dạ. Thì nó thôi thích hợp để chọn. Dạ. Bác dạ. Chọn rồi đó. Dạ. Để yên nguyên khoan. Đừng mở ra. Mở ra mất ấn tượng. Dạ. Anh thấy em sao ạ? Em thì cũng dễ thương và đẹp. Anh có thể cởi cái nón. Cái gì? Cái gì mới gặp chưa cởi cái gì? Thì có thể cái khăn tròn trên đầu được không ạ? Từ từ nha. Nhưng mà đừng có ấy nha, nãy em không thích nè. Thành anh thích. And then
cái này chắc anh có thể cạo luôn. Trời ơi, nãy nói rồi mà. Cạo mà. Có mát he rồi, yên tâm không có lo. Nãy qua tôi cũng không thấy rõ vụ này ta. Nãy qua là tại vì một cái nơ bơm. Anh quan niệm hôn nhân thế nào á? Hôn nhân thì điều kết hợp giữa hai người với nhau thì nếu mà hợp lý tình. Anh thích coi phim không ạ? Coi phim thì anh cũng thích coi mà tại vì công việc rất là nhiều. Tại nếu vì anh nhiều vậy thì anh có dành thời gian cho em được không? Nếu mà một tuần một lần hai lần thì được. Tại vì nếu mà nói thật sự luôn anh ở trên này thì anh cũng có nhà ở Tân Phú. Dạ. Tại vì anh làm ở Củ Chi là 6 năm. Bệnh nhân của anh trên đó cũng rất là nhiều. Nên anh cũng đi làm về ở làm đây rồi giờ trở làm phim. Với lại em nói trước luôn là cái da mặt của em nó không được đẹp á. Trang điểm trên này thì thế vậy thôi. Nhưng mà nếu mà tháo cái lớp trang điểm đi á thì em sẽ thành một cái người khác. Nên em không biết anh có chấp nhận em hay không. Người khác là người sao? Nó mặt nó đen với lại nó không có được như thế này đâu. Người Việt Nam mình sinh ra người sao thì mình cứ để như vậy. Đẹp tự nhiên, nét đẹp tự nhiên thì nó lại tốt hơn. Bạn nữ cảm nhận bạn trai thế nào? Có cái đầu, nhưng mà em nghĩ là cái này không có vấn đề gì. Quan trọng là cái nội tâm bên trong thế nào. Hai người có thể hùng nhau mở tiệm bánh bông lan không? Được. Nếu mà em mở bánh bông lan anh cắm bông để bán. Đó bông, vỏ bông đó là anh cắm á. Là anh tự thiết kế vỏ anh tự cắm luôn. Quá đẹp nha. Không ngờ là anh lại có hoa tay như vậy. Anh cắm nè, cái này là cái que cái luôn hả? Em nè. Thiết kế luôn. Ồ vậy đẹp rồi. Vợ làm bánh bông lan, chồng làm bông. Hai người bán cũng được á. Ha. Thôi. Đó là những cái phút giây ngắn ngủi để chúng ta trò chuyện với nhau. Và bây giờ là đến phút giây quan trọng nhất. Chúng ta hãy lắng nghe. Bản thân mình đang muốn gì, suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình và quyết định. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, cho nhau một cơ hội. Cảm thấy không phù hợp thì không bấm nút. 1 2 3. Hết thời gian. Mừng hai bạn nha. Hợp đấy. Đàn trai thật thà chất phác. Cô gái cũng vậy nữa. Mình nắm tay cái để cảm giác ban đầu gặp gỡ. Trời ơi, tay lạnh quá. Hả? Xin đồi ghê. Cảm giác thế nào? Ấm. Đây, những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian lãng mạn bên nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, và áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, lấy hoa về đi. Đây mình bỏ vô cái thúng. Đây, nè. Hoa, bánh. Rồi đúng rồi đó. Rất là dễ thương. Thu hoạch quá ha. Bác nông dân bữa nay thu hoạch nhiều dữ. Mập mạp, múp míp, mụm mỉm dễ thương. Chuyện lớn. Ba người vợ bắt đầu nối guốc đi rời khỏi xe anh. Mình cũng phải nhìn nhận mình có điểm gì mà người ta mới bỏ đi chứ. Tự nhiên đâu ai có người phụ nữ rồi đang sống hạnh phúc lại muốn bỏ chồng mình đi bao giờ. Chào cả nhà, Tường đã vào vị trí của mình rồi. Và bây giờ thì sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay quý vị nha. Chào anh đợi lâu chưa? Vâng, trước mắt tôi xin cảm ơn chương trình và chào cô Cát Tường. Dạ. Cùng chào bạn gái bên kia. Bạn gái bên kia chưa xuất hiện anh ơi. Dạ, bây giờ anh khỏe không? Có đợi em mới dẫn bạn gái em ra. Vâng, tôi rất khỏe, rồi. Cảm ơn gọi luôn ạ. Rồi, vậy đợi em một chút xíu nha. Em sẽ mời bạn gái ra liền rồi chúng ta mới mở mặt nạ ra mới nói chuyện được nha. Vâng ạ. Rồi, ghế đây nè. Rồi, anh có thể mở mặt nạ được rồi đó. Rồi, chào hai anh chị. Bây giờ mới có bạn gái ngồi bên đây đó. Vâng ạ. Bây giờ chúng giờ ta sẽ chào lại không ạ? Chào lại, giới thiệu về bản thân mình nha. Trước mắt thì tôi xin cảm ơn chương trình. Chào cô Cát Tường, chào bạn gái bên kia. Tôi cũng xin tự chào tôi. Rồi, anh tên là gì? Anh ở đâu? Tôi tên Nguyễn Mạnh Quý. Sinh năm 1964, hiện là 55 tuổi. Dạ. Tôi buôn bán tại khu vực trung tâm thương mại Phước Bình, Phước Long.
của Bình Phước. À, mua bán về cái gì anh? Dạ, mua bán phân bón thuốc trừ sâu. Wow, thuốc trừ sâu, anh làm nghề này lâu chưa? Chắc cũng được cỡ 14-15 năm. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường dễ thương với chào bạn nam bên kia. Em tên là Đoan Nhã, em hiện là giáo viên tiểu học. Nhã năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 39 tuổi. 39, quê mình ở đâu? Quê em ở An Giang, nhưng mà em sinh ra, vừa sinh ở An Giang xong em lên thành phố. Hiện giờ là dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có đi Bình Phước chơi lần nào chưa? Em có nhỏ, em gái ruột cái Út á, là lấy chồng ở dưới Bình Phước. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì? Em vui vẻ, dễ hòa đồng, nói chung là dễ bắt chuyện với người khác. Điểm yếu? Điểm yếu của em á là em tám chuyện điện thoại với bạn em là có thể là tám quên ăn cũng được, suốt ngày lo chuyện hòa đồng. Trời đất ơi. Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình là vui vẻ, hòa đồng, thích làm những cái chuyện mà mạnh mẽ. Là chuyện gì? Chẳng hạn như là làm những chuyện có thể là đứng dậy binh bực một ai đó. À, thấy chuyện bất bình ra tay nghỉ hiệp. À, đúng rồi đó. Còn cái điểm yếu thì không biết nấu cơm. Hiện giờ ai nấu anh ăn? Hiện giờ ăn cơm tiệm. Ăn cơm tiệm. Rồi ơi. Nhưng mà có biết nấu một món. Món gì? Nước sôi pha mì gòn. Điểm yếu nữa là sợ nữa. Sợ gì? Sợ cái quần đen. Sao vậy? Tôi nghi sợ cái quần đen. Cái hồi xưa cái ở đây có ai biết là cái quần xe tăng không ta? Biết, cái quần đen rộng rộng, giải bóng bóng mát mát. Tôi mà không làm cái gì hoặc là ai sai khiến tôi mà dí cái đó là bắt phải làm là phải làm. Cũng sao kỳ vậy mà anh bị ám ảnh cái gì? Cũng giống như là người ta sợ một con chuột, một con sâu vậy đó. Sợ mà coi như có thể là khóc thét lên. Bây giờ còn sợ không? Còn. Điểm yếu của ảnh. Chết rồi. Điểm yếu của ảnh. Mà em lại quần đen chết, nhiều chết. Lắm. Chết. Áo dài em cũng có quần đen, mà quần tay em cũng quần đen. Cái quần satin á, cái quần mỏng mỏng, cái vải mỏng mỏng bóng bóng hồi xưa là lạnh đó. Kiếm không ra đâu, bây giờ không có thể nào kiếm ra. Không có, satin thiếu gì. Cái nhà máy đó nó bỏ rồi, nó không làm. Dạ, đâu, em sẽ kêu nó sản xuất lại. Nói để nó, nói để cô đó đừng có tìm. Có, tìm ra. Đừng. Còn điểm yếu gì nữa không? Em nghe nói là mình tiếp xúc với những cái phân bón đồ này kia độc hại đó là mình sẽ bị yếu. Không, ví dụ nó mạnh như trâu, như voi nãy. Tôi chưa nói yếu cái gì hết trơn. Hồi nãy là nói mạnh như voi không? Ý Cát Tường nói là tôi hiểu rồi. Hay quá, người từng trải mới chưa nói mà hiểu luôn. Hiểu luôn. Mạnh không? Mạnh như voi luôn. Mạnh như voi luôn. Thiệt luôn, trâu bỏ qua luôn. Trâu. Ờ, ẩn cáo quá. Để đó tôi không biết. Để cho người khác người ta trả lời. Em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai cao 1m65 trở lên, thân hình cân đối. Nói chung là ngoại hình thì cũng không cần đẹp trai cho lắm, nhưng mà tốt. Phải biết cùng nhau chia sẻ. Khi mà gặp hoạn nạn thì cũng không nên nản lòng mà bỏ rơi nhau. Ý của em vậy, đơn giản. Đơn giản quá hả? Chị thấy nó khó muốn chết luôn á. Đâu em dòm thử trong nhóm này coi có cái anh nào mà em thấy nó hợp gu với em không? Anh cho vài gợi ý đi, hình nó đông người quá. Nói gợi ý đi anh, gợi ý đi, gợi ý cho tao đoán. Đông quá em không biết tìm anh nơi nào. Áo cổ tròn. Áo cổ tròn. Áo cổ tròn. Rồi tự tìm đi rồi. Ba người cổ tròn. Ừ, thì ráng kiếm trong ba anh nói đi, thích anh nào tôi gả cho. Anh thích mẫu người như thế nào? Thích một mẫu người nước da trắng nè ha. Trắng, rồi có trắng. À, cao từ 1m55 lên chút. Thôi vậy thôi. Dễ ủi vậy. Dư tiêu chuẩn. Trời ơi, bây giờ người ta đố mình khó, mình đố khó lại, bỏ ghét nó chứ cho anh hai tấm luôn nè. Thôi dễ ẹt à, khỏi gợi ý đi. Khỏi gợi ý đi, nhìn là biết rồi. Bên đây có nhận ra được ai chưa, cho tôi coi coi. Giác quan của mình. 55 tuổi gì, cái này cỡ 35 tuổi hả cô? 55 tuổi. Khỏe như voi. Rồi cầm đi rồi coi phải không. Ủa mà tại sao em chọn anh đó? Tại em nghĩ một trong hai người thay cổ tròn đó. À, cổ tròn rồi, giữ nó đi. Anh chọn ra chưa? Ai? Tại sao anh chọn cô đó? Tại vì 30 mấy tuổi thì ở đây không có ai 30 mấy tuổi nữa. Rồi giữ yên nó luôn đi, giữ nguyên hiện trường. Bây giờ xin mời quý vị hãy xem sự lựa chọn của anh chị này hôm nay có trùng khớp với nhân vật thật hay không nha quý vị nha. Mở cửa trái tim. Sao ạ? À? Thấy sao? Dạ cô. Không phải. Nè. Cái này là anh đúng không? Đúng rồi đó, chính xác luôn. Sao? Người này nè. Thì đó. À, người này sai. Chào cô. Cô thấy tôi như thế nào? Dạ em thấy anh chững chạc, vui tính. Chắc cũng dễ tiếp xúc với mọi người. Mỗi khi mà tôi tiếp xúc đó, là người ta hay cười lắm. Mà cô chuẩn bị để mai mốt rồi cô gặp tôi, cô cười thoải mái. Cười bữa nay đi mà phải mai mốt. Thì từ từ
Để rồi Cát Tường cười phụ tôi ké thì sao? Cái này chị đây. À đây đây, ờ, ta lăng lực quên gì quên, ta nhắc tường rồi mà. Ta nhìn ta phê quá rồi, để từ từ quéo xịt cười cùi là cuối xịt keo. Em cũng có món quà tặng anh, tại vì đi đường xa xôi quá nên người cũng héo, màu bông cũng héo, anh về chăm sóc cho nó tươi lại. Ờ chắc phải tươi lại, tươi cả hai luôn. Dạ. Rồi vậy đi. Giờ mới vô cái chuyện chính nè, vô chuyện tình yêu mới quan trọng nè. Tình trường của anh chị sao? Mời anh trước. Anh có ba cuộc tình, ba cuộc tình này nó thành ba người vợ. Chuyện lớn á. Ba người vợ bắt đầu nối guốc đi rời khỏi xe anh. Cuộc tình thứ nhất, lấy nhau được 20 năm có đứa con 17 tuổi, sau này cô ấy đi theo một người đàn ông khác, bỏ rơi lại hai cha con. Rồi, người đầu tiên. Rồi, kệ, cố gắng nuôi gà trống nuôi con ha. Tới khoảng cả chừng 6 năm sau thì người này là bác sĩ, thì lấy nhau có đám cưới hẳn hoi nha. Lấy nhau khoảng chừng 2 năm thì phát hiện ra bệnh ung thư ở đằng cuối, thì đi chữa chạy trong thời gian 5 rưỡi rồi mất. Trời ơi. Người thứ hai có con không anh? Chưa. Dạ chưa. Cái người thứ ba thì người bạn là Mai, quen nhau được 7 tháng thì làm đám cưới. Cũng đám cưới luôn? Cũng đám cưới luôn. Rồi sống với nhau được 7 tháng. Lúc này là tụi này chưa có kịp làm hôn thú. Tại nói em ơi sao tụi mình đi làm hôn thú nó. Cô nói để từ từ. Nhưng mà 7 tháng sau cô này đi ra ngoài nước ngoài, muốn hội nhập với gia đình bên đó. Cô đó qua bên đó rồi bắt đầu cô đó lấy một người đàn ông đem về gần nhà mình làm đám cưới đó. Rồi. Đó là tình trường. Rồi chia tay cô đó tới nay bao lâu rồi? 2015. Tới nay là 4 năm. Là chưa có thêm cô thứ tư. Chưa. Không nói chuyện cũ nữa. Nhưng bản thân anh có rút ra được kinh nghiệm gì sau những cái lần đổ vỡ không? Trừ là cái người vợ thứ hai. Ở cái người vợ đầu và ở người vợ cuối. Tôi cảm thấy tôi rất là hiền đó cô. Tôi rất là một mẫu chồng chung thủy luôn đó. Nói chung là mình trải qua nhiều chuyện mình cũng phải rút kinh nghiệm. Ba lần rồi người ta nói bất quá tam ba bận. Nếu đến lần thứ tư thì mình phải suy nghĩ thật chín chắn, tìm hiểu cho kỹ chứ không phải là lấy đại nha anh nha. Lấy là phải sống với nhau tới răng long đầu bạc luôn. Cô Nhã ơi, tôi muốn như nè, nếu trường hợp đừng sanh con là tốt. Tôi muốn là khao khát hai người nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Rồi, đó là ước muốn của anh. Đó là cái khao khát của tôi. Em nghĩ là chuyện con cái là có duyên thôi. Nhiều khi mình muốn cũng được mà không muốn lại được. Nhưng mà nghe câu chuyện anh chia sẻ nãy giờ thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy ảnh nhiều khi ảnh nói là ảnh không có sai lầm trong vấn đề ba người vợ. Nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận mình có điểm gì mà người ta mới bỏ đi chứ. Tự nhiên đâu ai, có người phụ nữ nào đang sống hạnh phúc lại muốn bỏ chồng mình đi bao giờ. Thì anh chia sẻ vậy thì trước mắt mình cứ nghe vậy rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Dạ. Rồi về phía bạn, tình trường của bạn thì như thế nào? Nói chung là em cũng trải qua hai mối tình. Một người là làm bộ đội, còn người thứ hai là chồng em làm trang trí nội thất. À, cũng có chồng rồi luôn. Dạ, rồi em đi dị, hai vợ chồng em ở với nhau cũng gần một năm mà, 5-6 tháng gì đó. Đó em bệnh, rồi em xin bên nhà chồng cho em đi về nhà, má em bệnh nữa. Lúc mà em quay về nhà chồng thì chồng em chửi em nói là cô về đây làm chi, cô về nhà cô đi. Rồi có gì tôi cô gặp hẹn nhau ở tòa. Em cũng không biết là em sai điểm nào nữa. Nhưng mà sau này em tìm hiểu thì giống như là ảnh đi nói xấu với mọi người, ảnh lo sợ là em đến tuổi này không thể nào sanh con được. Nên là ảnh mới quyết định là viết đơn ly hôn trước. Cuối cùng thì đâu có ai mong muốn đâu, thấy không? Giống như giờ em nói em không hiểu tại sao giờ ảnh lại bỏ ảnh. Thì bây giờ bản thân em cũng không hiểu tại sao chồng em lại bỏ em. Cho nên trong mỗi cái câu chuyện nó có những cái nó rất là tế nhị và nó có một cái quá trình nữa. Vậy là em chưa có con đúng không? Dạ. Vậy thì cái chuyện mà con cái thì em nghĩ như thế nào? Em thì em nãy em đã nói rồi, con cái như là nhân viên em cũng không đặt nặng lắm vấn đề này. Tại vì mình cũng tới tuổi này thì con cái chắc cũng khó. Nên thôi là em nghĩ nếu mà nói với ảnh thì mình cũng được. Có duyên với nhau thì sống hai bên nương tựa là cũng hợp lý đúng không? Thì vợ lo. Bây giờ vậy em sẽ tạo thêm điều kiện cho hai anh chị tâm sự với nhau ha. Em sẽ ra ngoài chút xíu. Mời cho đồ ăn vào đi ạ. Mời hai anh chị thưởng thức món ăn mà chương trình đã chuẩn bị cho mình ha. Mì xào hải sản nha. Anh chị ăn thiệt là ngon miệng nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại. Vừa ăn vừa tâm sự nha. Còn cái gì gút mắt nãy giờ chưa nói được nói luôn. Ít phút nữa quay lại liền. Mời anh. Cô Nhã, cô nói lại hồi nãy là cô ở đâu miền Tây đó? Em ở Sơn Ga miền Tây, nhưng mà giờ hiện tại em ở thành phố. Thành phố? Ở Thủ Đức.
Anh là buôn bán vậy gì em? Buôn bán giống gì đâu? Tại nhà luôn á. Tại nhà. Rồi mốt anh quen em mà sao? Người tuốt ở thành phố, người trên Bình Phước. Người chạy lên, người chạy xuống. Sao? Anh đi xuống gặp em là bữa nào em lên gặp anh để cho hai người biết cái chỗ ở của nhau, chỗ làm của nhau. Chứ không phải anh đi không đâu. Anh đi không rồi mai mốt em nói anh này nó không đúng. Phải kiểm tra chứ. Anh ở ngoài thị xã luôn, thành phố. Đúng rồi, ở thị xã Phước Long. Bây giờ em hỏi anh nè, nếu như mà lấy nhau, vợ phải theo chồng đúng không? Ý anh là vậy đúng không? Là cổ phải đi về quê anh ở với anh đúng không? Thì bây giờ cuộc sống của cổ anh có đảm bảo được không? Công việc của cổ như thế nào? Cổ sẽ làm gì khi về ở với anh? Nói nghe thử coi. Cái đó nếu công việc thì còn mới mẻ quá. Xin cho cổ việc làm bây được không? Bây giờ cái việc làm không bàn trước được. Phải nói cho nó cụ thể, cho nó đúng chứ mình không có nói sai. Rồi. Nên nó sẽ liên hệ trước với bạn bè cho nó có thể là cô ấy về có thể có chuyện để dạy cho nó không? Rồi. Chứ bây giờ lỡ không được hứa đâu. Nếu không có dạy được thì sao? Em có cái nguyện vọng gì khác ngoài đi dạy không? Nếu không đi dạy thì em có mong muốn làm gì không? Ở chỗ anh em đâu biết anh làm gì đâu mà là. Đúng rồi đó, bỡ ngỡ đó. Tại hồi xưa em đi dạy học. Có buôn bán chưa? Thì ở nhà em thì em có phụ chị buôn bán vậy thôi chứ không có phải chính. Giờ có về nhà có thầy dạy được không? Dạy gì? Theo sư phụ kêu bằng thầy đây thì có người để dạy chứ. Dạy kinh doanh mua bán á. Rồi buôn bán. Ví dụ mình giờ nghỉ dạy ở nhà kinh doanh mua bán làm bà chủ được không? Ví dụ có người tới đó. Chị ơi bán cho tôi ký thịt. Ví dụ vậy hay là chị ơi bán cho tôi tấn cao su giá nhiêu rồi đưa cho người ta lấy tiền. Ủa sao tự nhiên ví dụ gì một cái thịt cái cao su nó không liên quan gì vậy? Ví dụ mà ví dụ cụ thể trường hợp anh bây giờ bán cái ly đi. Không bây giờ về nhà anh bán rồi, cái gì? Bao phần. Ăn bao phần. Bao phần phải không? Nó đại phân đi còn né né qua thịt với cao su nữa. Anh bán với ai? Bán mình. Bán một mình. Nhà ở một mình luôn. Ở mình. Ví dụ giờ cổ không làm cổ ở nhà không anh nuôi cổ nổi không? Được chứ có sao đâu. Ở nhà lâu lâu chạy ra cho chồng ngó miếng. Được rồi. Hoặc là ngó chồng miếng cho đỡ thèm chạy vô. Vậy thôi hả? Bán mấy bao phân là coi như xài khỏe luôn phải không? Xài khỏe. Nhưng mà quan trọng là tiền đó em xài. Quý yêu lý chồng về cái chồng cái cai quản tiền xong lẽ lẽ là hỏi em. Rồi, em bây sẽ giờ nói anh ơi chơi. Đương nhiên là vợ sẽ có quyền giữ cái ngân khoản đó để cho vợ chi tiêu luôn. Nhưng mà khi mà công ty lên phải đem cái tiền ra trả để mà công ty mới đổ hàng khác cho mình. Đúng rồi. Cái lượng luôn đó là rồi hết vốn luôn á. Nghĩa là vợ có thể là quản lý chi tiêu kinh doanh trong gia đình được không? Đó ít nhất phải nói vậy cho ta nghe ta yên tâm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ á nè ngưng ăn gút trọng một lá thăm coi yêu cầu ổng coi. Rồi đọc lớn lên. Yêu cầu đối phương kể ra ba tật xấu nhất của mình. Tật thứ nhất là sợ quần đen. Sợ quần đen rồi biết rồi. Thứ hai. Ủa gì ta? Không biết uống rượu có hay đâu không? Có đâu không biết uống rượu là tốt chứ sao xấu. Không đánh bài phải đâu không? Đó tốt. Ông mày đặt ông khoe nữa. Có hai cọc tính không? Có đánh vợ không? Có vũ phu không? Đó. Hồi giờ ba giờ chưa bao giờ mà la chứ đừng nói đánh. Rồi bỏ khi giận nhau có biết làm hà trước không? Ồ đi năn nỉ luôn, năn nỉ mà người ta không chịu, người ta nổi khùng lên mình bỏ mình chạy đi. Ngủ có ngáy không? Không à. Ngủ không. Sao biết? Chắc ngủ không biết. Ác thiệt hỏi coi đi. Ví dụ vậy ta, cái một tật rồi giờ tật thứ hai nữa. Có keo kiệt không? Đó. Keo kiệt hả? Đã đưa tiền vô giữ luôn còn keo kiệt là sao ta? Nói trước vậy thôi chứ đâu biết được tương lai đâu. Giờ nói trước mặt có MC làm chứ. Trả lời có này sao? Có keo kiệt. Keo kiệt đúng không? Ác thiệt chứ không. Ai ác? Tôi ác hay cổ ác? Hai người luôn á, ăn hiếp tôi. Rồi, bây giờ lại cho cổ. Đứa nào vậy? Đó, ông muốn bóc nào bóc chứ trời đất ơi. Yêu cầu đối phương kể ra ba tật xấu nhất của mình giống quá. Rồi hên sao giống dữ vậy? Xấu nhất thì em kể rồi đó. Tám chuyện điện thoại. Nhưng mà sẽ cố gắng sửa đổi. Cái thứ hai nữa là đôi khi là cũng ham chơi. Tại vì độc thân mà bạn bè rủ đi cà phê cũng phải đi thôi. Nhưng mà có đi đêm không? Không. Đi đêm phải xin phép chứ. Cái nhưng mà vụ đi đó đi... nha. Cái vụ đó là nguy hiểm ban đầu là người thứ ba bắt đầu từ đó. Mà ta không có đi đêm. Nó có chồng rồi người ta không có đi đêm, chị cũng có đồng ý nữa. Thường đi qua đêm đi đâu? 10 giờ về không ạ? 10 giờ về được không? Hoặc lâu lâu chẳng chồng đi cà phê chung luôn được không? Càng vui, tự nhớ em thiếu nam nhiều lắm. Tao đâu có đi một mình đâu, anh đi theo được mà. Được không? Được. Rồi còn gì nữa không? Thế em nghĩ coi, giờ chưa nghĩ ra tật nào nữa, tại chắc cũng toàn diện quá. Đúng rồi, tập tôi thấy tiếng đồ dễ sợ. Em nhã, kính nó mấy độ em? Em kính 3 độ rưỡi, nhưng mà cũng nhìn thấy anh được.
Em bỏ mắt kính ra cho anh xem á. Em nhìn thấy anh không? Nhìn mờ mờ. Thì dắt cô đi bắn mắt đi. Mấy ngón à? 2. Mấy ngón à? 4. Đầu 2 với mấy. Trời ơi, chơi trò trắc nghiệm nữa. Bây giờ tôi trắc nghiệm là ông nè. Nãy ông nói ông khỏe như voi, bây giờ ăn rồi. Làm sao để chứng minh là mình khỏe cho cô gái này cô tin. Hai người đứng lên, đứng lên. Đừng có nói hít đất nha. Không có, tôi kêu cổ đứng luôn mà không lẽ bắt cô hít đất. Bây giờ anh ẩm cổ lên. Ẩm lên. Rồi đó, anh đi vòng đây được rồi, là khỏe đó. Là anh ta già rồi mà chơi cái kiểu này. Ủa anh khỏe như voi. Bữa anh ẩm rồi té thiệt rồi em bệnh. Đúng đó, anh lớn tuổi rồi. Em nghĩ là không nên ẩm. Sao test được? Hít đất một chục cái thôi. Rồi bà còn ác hơn tôi nữa. Test để hai người test riêng, không có cho ai thấy nữa. Các tường không được nhìn, không được xem, không làm được như thèm nhìn lắm nha. Trời ơi, bây giờ còn quan trọng nghiêm túc không có giỡn nữa. Muốn hai anh chị hãy nhìn nhau 30 giây rồi chúng ta hãy nói thật sự cái lòng mình hiện tại ngày hôm nay giờ cười phút này anh. Ngồi ở đây mình cảm nhận về đối phương như thế nào. Mời anh trước. Mình hẹn hò nghe em. Anh nghĩ mình có hợp nhau không? Em nè, ở chương trình là người ta chỉ có tác hợp cho tạo điều kiện để mình gặp nhau thôi. Đúng. Còn cái chuyện tới có trăm năm về sau có dẫn nhau đi đến cuối cuộc đời là do hai chúng ta chứ không phải là do chương trình. Cho nên chúng ta phải mạnh mẽ, chúng ta nhận lời, chúng ta sẽ tìm hiểu sau này để kết thúc được ta có đến với nhau thôi. Em nghĩ mình mà cố gắng nhường nhịn nhau thì cũng có thể sống được. Nói chung là như vậy. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi từng đếm từ 1 đến 3 thì nếu đồng ý hẹn hò mình bấm thật mạnh vào cái nút bấm và giữ nguyên. Nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Mình bấm nút có nghĩa là dưới sự chứng kiến rất nhiều người mình trao duyên mình đi. Nếu mà mình không nghiêm túc hoặc mình chưa thật sự rung động mà mình bấm là mình sẽ mất cái duyên của mình nhé. Rồi nhắm mắt lại đi anh chị. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai anh chị giờ đứng một phía. Nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Với những gì chia sẻ ngày hôm nay, hy vọng rằng anh hãy nhớ nhé và hãy cố gắng làm tròn cái trách nhiệm của mình với cô ấy khi đã bấm nút hẹn hò. Rất cảm ơn chương trình, cảm ơn cô Cát Tường, cảm ơn người bạn đồng hành. Trân trọng và cảm ơn nhiều nữa là hai chị em ruột tôi trong kia đã quan sát và chứng kiến từ đầu tới giờ phút cuối này. Và có thể là nếu trường hợp các bạn tôi ở trên quê nhà tôi có xem được cái clip này, các bạn sẽ ủng hộ tôi rất nhiều. Và các bạn cũng sẽ muốn là tôi thoát được cái cảnh cô đơn. Thay mặt cho chương trình, tôi cũng chúc hai anh chị là sớm về chung một nhà nhé. Có tin vui thì hãy báo cho chương trình cũng như là báo cho Cát Tường. Cảm ơn hai anh chị. Kính thưa quý vị, chúng ta đã theo dõi và đã vui mừng thay cho cặp đôi này. Họ đã quyết định bấm nút hẹn hò với nhau và hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ cặp đôi này các bạn nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị đừng quên khung giờ rất là quen thuộc của chương trình 10 giờ từ thứ 3.